chương 1600, lực lượng tiên nguyên. Bất quá khi tu vi của hai người này lại tăng lên một điểm, cũng không cần đạt đến đại viên mãn đỉnh cao, e chỉ cần bước vào đại viên mãn liền có thể để bá chủ nhường chỗ. Phó đạo thịnh thế, thiên tài lớp lớp, mà ở trong vô số thiên tài bộc lộ tài năng, chính là vương trong vương, thánh nhân tương lai, thậm chí đánh vỡ cực hạn của tinh sa đại thánh, trở thành thánh vương cũng không nhất định. Hai người, đến tột cùng ai có thể thắng được, lang hàn từng quyền bạo anh, không hề lo lắng, cảm giác thỏa thích phát tiết lực lượng cả người thật tốt, hắn buông tay chiến một trận, trong cùng cấp sợ cũng chỉ có cổ đạo nhất mới có thể ngang hàng. Sắc mặt của cổ đạo nhất khó coi, hắn đã dùng lực lượng tiên nguyên, lại chỉ có thể đánh hòa lăng hàn. Vấn đề là, hắn chỉ có ba tia lực lượng tiên nguyên A, mỗi một tia có thời hạn sử dụng, vạn nhất dùng hết vẫn không có đánh bại lăng hàn, vậy. Hắn vội vã lắc đầu, sẽ không, hắn nhất định sẽ ở trước đó chân áp kẻ địch lâu năm này. Kẻ địch lâu năm cổ đạo nhất coi trọng lăng hàn đã vô hạn tăng lên đạt đến trình độ kẻ địch lâu năm hắn cuối cùng lấy ra thánh khí nhất thời uy thế vô hạn ngay cả cấm chế phòng ngự của võ đài cũng lảo đà lảo đảo không thể chịu đựng tuy chuẩn thánh khí cũng dính hai chữ thánh khí nhưng cùng thánh khí kỳ thực hoàn toàn kéo không lên quan hệ sao có thể sánh ngang thánh khí mà cổ đạo nhất không chỉ tay cầm thánh khí hơn nữa còn là vương khí mấy đời trước hắn luyện chế bá đạo cỡ nào lăng hàn hơi nhướng mày thánh khí này nắm giữ được năng lực thương tổn thể phách của hắn, không thể nào khinh thường. Hắn lấy ra kiếm gỗ, phát động thái dương thể, cả người óng ánh phát quang, mỗi một ánh hào quang không chỉ chói mắt, hơn nữa còn nắm giữ nhiệt độ cao đáng sợ, lực phá hoại kinh người. Chiến đấu đến lúc này, mới thật sự là đến gai cấn. Lấy cổ đạo nhất kiêu ngạo, hắn nguyên bản là xem thường dùng thánh khí đến ép người. Hắn chính là cường giả tiên vực, cửu thế trùng tu, tu ra 10 đời tiên thai, cái này vẫn chưa thể nghiền ép tất cả cạn bã thần giới sao nhưng hiện tại hắn không cho là như vậy lăng hàn tuyệt đối là đời sau của vương tộc tiên vực luận bối cảnh so với hắn còn cường đại hơn vô số lần bởi vậy hắn sử dụng thánh khí là đúng không phải sao hắn vung kiếm chém về phía lăng hàn thánh vương khí óng ánh vô tật đây là tồn tại mạnh mẽ nhất thần giới một đòn đi tới ngay cả tinh xa đại thánh ở đây cũng không dám mặc cho bắn chúng lăng hàn như thái dương thần tỏa ra hào quang nhưng kiếm gỗ trong tay lại tỏa ma quang dẫn ra biển máu ngập trời từng viên từng viên thần văn kỳ dị hiện lên tương tự cực kỳ đáng sợ oanh hai thanh kiếm đụng vào nhau không có phát ra một chút xíu âm thanh nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy trong óc chấn động suýt chút nữa chấn diệt thần hồn thất khiếu chảy ra máu chỉ có một người may mắn thoát khỏi chính là nữ hoàng đại nhân trong tay nàng cầm thái sơ thạch có thể hấp thu tất cả công kích chỉ đạt đến sáng thế cảnh mới có khả năng tạo thành thương tổn đối với bản thân nó nhưng lăng hàn cùng cổ đạo nhất người nào cũng không phải sáng thế cảnh không thể để bảo khí trong tay bùng nổ ra uy lực chân chính của thánh cấp tự nhiên đối với nàng vô hiệu hai kiếm tấn công mà lăng hàn cùng cổ đạo nhất cũng bốn mắt nhìn nhau bọn họ cách không đủ một thước thậm chí hô hấp có thể phun đến trên mặt đối phương hừ cổ đạo nhất tay phải cầm kiếm tay trái hóa chảo tóm về phía lăng hàn chín thế thân cũng dồn dập ra tay công tới lăng hàn lăng hàn không sợ thái dương thể tỏa ra thần mang vô tận đây chính là Thái Dương thể đại thành, cho dù không sánh được tiên thai, nhưng thua cũng chỉ là bản thân tiên thai, lẽ nào không bằng chín thế thân sao? Lại nói, chín thế thân dù sao không phải sinh linh chân chính, chỉ là thông qua bí pháp gọi ra chiến thể mà thôi. Oanh, dưới Thái Dương thể thiêu đốt, chín thế thân tất cả đều phát ra kêu rên, con mắt bị sáng mù. Cổ đạo nhất không khỏi gào thét, chín thế thân tự nhiên đã sớm chết, không thể chịu đến tổn thương thực chất, nhưng hiện tại bị tổn thương chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục, sức chiến đấu tổn thất lớn. Đáng ghét ha, à, đây là chỗ tốt từ trong khối phủ thạch màu vàng, nếu hắn đoạt được, tiên thai lại thêm thái dương thể đại thành, sách. Tay trái của hắn liền oanh, ôm nỗi hận ngậm đố kỵ ra tay. Lang Hàn không sợ, tay trái ngưng quyền, dáng trả về phía đối phương. Oanh, 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 kiếm của hai người vẫn chống đỡ như cũ, thần văn kỳ dị không ngừng lóng lánh, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại, tay trái là đấu đối diện, các loại ánh sáng loạn xạ. Tiên thai thực sự là bất phàm, nếu như trao đổi một người, dám cùng Lăng Hàn khoảng cách gần như vậy đấu đối diện, không bao lâu xương cốt toàn thân sẽ bị đập vỡ tan, nhưng cổ đạo nhất chịu đựng được. Không phải thể phách của hắn kinh người, mà là tiên thai bất phàm, có thể hóa đi lực lượng ăn được, tựa như tiên nhân, không dính bụi trần hạ giới. Ha 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 ha, Lăng Hàn, thể phách của ngươi mạnh mẽ, nhưng tiên thai của ta há có thể thua ngươi. Cổ đạo nhất cười gần, thể phách của ngươi châu bò, nhưng hắn là mạnh ở trên thể chất. Thật sao, đột nhiên trong lòng lăng hàn hơi động, phát động cửu thiên hỏa. Cái này vốn là giữ lại đối phó cổ đạo nhất, quả nhiên, ngay cả 10 trận hợp nhất cũng không có khả năng đánh bại đối phương, cờ nhắn vận dụng công kích mạnh nhất. Cửu thiên hỏa, một trong cửu đại tổ hỏa của tiên vực, tiên thai gì đó, thiêu không chết ngươi sao. Oanh, nắm đấm của lăng hàn vung lên một tầng hỏa diễm, rất mỏng, chỉ miễn cưỡng bao lấy quả đấm của hắn, dây khoảng nửa tắc, không có màu sắc, chỉ là không khí bị bị thiêu đốt mới có thể nhìn thấy đường viền của hỏa diễm. Toàn thân cổ đạo nhất lông tơ dựng đứng, tiên thai thông linh, có thể nhận biết nguy hiểm, để trái tim của hắn căng thẳng, vội vã thu kiếm trở ra, đừng nói bị lăng hàn oanh một quyền, ngay cả đón đỡ cũng không dám. Cái này, đây là, hắn nhìn chằm chằm quyền trái của lăng hàn, nhưng mặc hắn đời thứ nhất là chảm trần lão tổ, nhưng căn bản không nhận ra đó là hỏa diễm gì, chỉ biết mình tuyệt đối không muốn đụng vào hắn có khả năng nghe nói qua tổ hỏa, nhưng còn chưa có tư cách thấy, chứa nói chi là tiếp xúc. lang Hàn khẽ mỉm cười nói, xấu hổ cái gì a à? đến, thưởng thức một hồi chẳng phải sẽ biết. chương 1601, đổi trắng thay đen thượng. Thưởng thức muội muội ngươi, cổ đạo nhất thầm nhổ nước bọt, đạt đến độ cao như hắn, trực giác là xưa nay sẽ không sai lầm, đặc biệt là ở phương diện nguy cơ. Cái hỏa này, có thể thiêu sạch tất cả, để tiên thai của hắn cũng hóa thành cho. Hắn hừ một tiếng, Phung kiếm chém tới, thân thể ta không dám tiếp xúc hỏa diễm của ngươi, nhưng lẽ nào cơ thể ngươi dám để cho thánh vương khí của ta bắn chúng sao? Lăng Hàn phất lên kiếm gỗ đón đánh, hiện tại cổ đạo nhất không so quyền cước, chính là cầm kiếm chém, để hắn cũng không dám rỗi ra nắm đấm, dù sao, bị thánh vương khí bắn chúng một hồi không phải là đùa giỡn a. À. Hắn tìm kiếm cơ hội, dù sao chỉ cần ra tay công kích, vậy tất nhiên sẽ hình thành trống rỗng, hắn lại ra quyền oanh kích là được. Chín thế thân còn oanh kích, nhưng hai mắt đều mù, chỉ có thể dựa vào bản thể chỉ dẫn đến xác định mục tiêu, cái này dĩ nhiên là chậm một nhịp, ở trong đối kháng cấp số này, chậm một nhịp thì thực đánh chật không có gì khác nhau. Lăng Hàn hoàn toàn không nhìn chín người này tồn tại, kiếm gỗ không ngừng chống lại thánh vương khí, sau đó oanh quyền, cửu thiên hỏa phát huy, cho dù không có trực tiếp bắn chúng cổ đạo nhất, chỉ là nhiệt độ liền để tóc, lông mày của cổ đạo nhất cũng thiêu hủy. Cổ đạo nhất chính là tiên thai, nguyên bản phong thần tuấn lãng, mị lực lớn hơn Lăng Hàn, tử thần phong cũng kém rất xa, nhưng hiện tại lại là đầu chọc lông mày cũng thiêu hủy nhất thời trở nên cực kỳ quái dị đáng chết đáng chết hắn quát lên tuy hắn không để ý tướng mạo nhưng ai lại sẵn lòng lấy hình tượng xấu xí đi gặp người mà càng làm cho hắn hoảng sợ chính là lực lượng tiên nguyên sắp dùng hết nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu hắn nghĩ nhưng vấn đề là chuyện này hắn muốn cũng vô dụng tuyệt chiêu của hắn đã dùng hết chín thế thân tiên thai thánh vương khí lực lượng tiên nguyên nhiều lá bài tẩy như vậy cũng đập lên, nhưng vẫn không thể nào kiến công, này có biện pháp gì đây? Còn không chịu thua, Lăng Hàn cười ha ha, kỳ thực hắn càng muốn đánh bạo cổ đạo nhất, nhưng ai bảo hắn vừa đột phá, còn chưa kịp lạc ấn sát trận cấp 15, nên ngày hôm nay chỉ cần thắng là được. Ngược lại ở tình huống này cũng không thể giết người, chờ ngày sau hắn khắc lên sát trận cấp 15, lại làm thịt tên này, tiên thai đưa cho vợ luyện hóa, vậy vĩ nghiệp hắn đẩy ngã nữ hoàng liền có thể hoàn thành, ngẫm lại cũng có chút kích động a cổ đạo nhất không mở miệng tình thế bây giờ đúng là hắn lạc hậu nhưng chỉ cần chiến đấu không có thắng bại liền có thể xuất hiện nghịch chuyển kinh thiên vương giả như hắn ý chí cứng cỏi không tới thời khắc cuối cùng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ nhưng người ở chỗ này lại có người nào không phải vương giả chẳng lẽ còn không nhìn ra yêu khuyết sao thật không nghĩ tới cổ đạo nhất lại thua hắn được xưng là vạn cổ thiên kiêu a trong cùng cấp hắn phải quét ngang vô địch cho nên nói thiên phú cũng không có nghĩa là tất cả chúng ta đều có cơ hội thành tối cường. Lăng Hàn cường thế đột kích ngược, làm cho tất cả mọi người bộc phát ra đấu trí. Một tia lực lượng tiên nguyên tiêu hao hết, cổ đạo nhất bị ép bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dùng một tia. Cái này giống như bùa đòi mạng của hắn, ba tia tiên nguyên dùng hết, chính là thời điểm hắn bị thua. Hắn không muốn bại, không thể bại, tiên thai A, ở tiên vực cũng là thể chất số một số hai, ở thần giới lại bị người áp chế. Nếu hắn không có thánh vương khí, ngược lại rơi vào trong tay lăng hàn, Vậy hắn cũng thua có mượn cớ, nhưng vấn đề không phải A. À. Nhìn bất kỳ phương diện nào, hắn hoàn toàn không có đạo lý bị thua, nhưng một mực liền thất bại, để hắn không thể nào tiếp thu được. Cổ đạo nhất sống to, miệng phun tiên quang, tiên thai bùng nổ ra quang mang rực cháy, còn cường liệt hơn thái dương thể. Hắn, liều mạng, một tia lực lượng tiên nguyên cuối cùng cũng bị hắn kích phát, cho chậm rãi bị thua, không bằng liều một phen, nói không chắc có khả năng thắng được. Nhưng lực lượng tiên nguyên đáng sợ đến mức nào? cho dù hắn là tiên thai thì đã làm sao, lại không phải đi con đường thể phách, lực lượng kinh khủng ở trong người xô trào, tiên thai liền đứng mũi chịu sao, hiện ra từng vết dạn nứt. Cổ đạo nhất lấy ý chí cực kỳ mạnh mẽ chân áp thân thể sắp sửa đổ nát, đây chính là vương giả, có thể làm được việc người khác không thể làm, hắn vung kiếm mà chém, uy lực của thánh vương khí cũng tăng vọt một đoạn dài, đột phá đến hàng hà cảnh đại viên mãn. Hắn bạo phát thần uy, trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong, bắt đầu đè đánh lăng hàn khuôn mặt của lăng hàn lạnh lùng cái này tất nhiên là cổ đạo nhất phù dung chớm nở không thấy ngay cả thân thể của hắn cũng muốn bạo sao nếu cái này có thể kiên trì lâu lăng hàn thật không tin chống qua vòng công kích này chính là khoảng khắc hắn thổi lên kèn lệnh phản kích cũng đúng là khoảng khắc hắn thắng lợi có điều lúc này cổ đạo nhất thực sự là mãnh liệt hai tia lực lượng tiên nguyên đồng thời bạo phát sức chiến đấu của hắn tăng mạnh cực kỳ mãnh liệt có thể nghiền ép hàng hà cảnh tiểu cực vị trung cực vị đại cực vị thậm chí đại viên mãn cấp thấp cũng có thể giết chết. Mọi người thấy đến há to miệng, một chút âm thanh cũng không phát ra được. Hiện tại sức chiến đấu của cổ đạo nhất có thể so với bá chủ, nhưng hắn chỉ vừa bước vào hàng hà cảnh mà thôi. Nhưng lang hàn cũng trâu bò đến làm cho người ta không nói được lời nào. Mặc cho công kích của cổ đạo nhất cuồng bạo làm sao, hắn cũng có thể tiếp được, ung dung không vội. Điều này là bởi vì Lăng hàn đã chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh dưới tình huống cực hạn ngay cả một đòn của thánh nhân cũng có thể tiếp được hiện tại đương nhiên không cần tăng lên tới cực hạn mà điều này cũng có thể làm cho hắn chống đỡ thời gian càng lâu cổ đạo nhất nhìn ra rõ ràng lăng hàn mỗi tiếp hắn một chiêu thân thể liền có một vệt kim quang rung động nguyên lực lấy tốc độ rất lớn tiêu hao vậy chỉ cần hắn đánh đến nguyên lực của lăng hàn tiêu hao hết dĩ nhiên là có thể đánh bại đối phương nhưng vạn nhất lực lượng tiên nguyên của hắn trước tiên dùng hết vậy người bại chính là hắn không có đường lui chỉ có chiến một trận, hắn phát điên, nhắm lang hàn liền oanh, hắn không muốn bại, hắn tuyệt không muốn bại. chương 1602, đổi trắng thay đen hạ. Lang hàn bất động như núi, đây chỉ là thi đấu mà thôi, nếu như là sinh tử ác chiến chân chính, vậy hắn hoàn toàn có thể liều mạng chết một lần, để thân thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, vậy cổ đạo nhất thực sự là một chút biện pháp cũng không có. Trên thực tế, hắn vẫn không có vận chuyển bất diệt chân dịch, một giọt liền có thể để thương thế hắn diệt hết chỉ là nguyên lực không thể khôi phục mà thôi. Lá bài tẩy của hắn còn, nhưng cổ đạo nhất lại không. Cuộc chiến đấu này, hắn cuối cùng sẽ là người thắng. Chiến chiến chiến, cổ đạo nhất sắp phát điên, hắn rõ ràng biết lực lượng tiên nguyên đang cấp tốc tiêu hao, nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ hắn tái chiến mười tức. Thắng bại ngay ở trong chút thời gian này, ầm, um, hắn liều lĩnh oanh kích, thánh vương khí vung vẩy, hắn hoàn toàn không thèm để ý sau một đòn có thể lăng hàn đánh chết hay không, vào đúng lúc này, hắn chỉ có một ý nghĩ cầu thắng, cái này vượt qua tất cả. Nhưng sức phòng ngự của Lăng Hàn để hắn tuyệt vọng, một tức, hai tức, chín tức, mười tức, lực lượng của cổ đạo nhất nhất thời như thủy triều thối lui, lực lượng tiên nguyên tiêu hao hết, hắn từ đỉnh mây rơi xuống thế gian. Dừng tay, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng quát truyền đến, thánh mẫu đại nhân, bọn học sinh không nhận ra âm thanh này, nhưng hết thảy lão sư đều biết, đặc biệt là mấy cái trong cổ Việt, vội vã bắn người ra, bay lên đài, bỏ dở chiến đấu thánh mẫu ở một trình độ nào đó chính là ý chí của tinh sa đại thánh ai dám không tuân thánh mẫu hết thảy học sinh cũng không rõ vợ của thánh nhân hay là mẫu thân của thánh nhân lăng hàn hơi nhướng mày chu tú nhi lại tới làm chi dưới muôn người chú ý chu tú nhi dẫm bước liên tục chậm rãi leo lên võ đài nói thắng bại đã quyết còn không tuyên bố sao thắng bại đã quyết không phải còn đánh sao một đám lão sư không rõ tình hình Thánh mẫu đại nhân đây là thiên vị giúp bên nào đây? Có điều, nơi này không thiếu người cơ linh, ngay lập tức hiểu rõ ra. Khẳng định không phải giúp Lăng Hàn, bởi vì chỉ cần lại đánh mấy chiêu Lăng Hàn liền thắng, cần thánh mẫu đại nhân xuất hiện sao? Khặc, lúc này một vị lão sư hắng giọng, "Ta tuyên bố, lần này tân sinh tỉ thí, người thứ nhất là cổ đạo nhất." Toàn trường ồ lên, mọi người là người thông minh, nơi nào không nhìn ra Lăng Hàn đã đưa tay tới đích, kế tiếp chính là thời điểm hắn hung hăng phản kích tại sao có thể phán hắn thua cổ đạo nhất cũng sướng sờ hắn căn bản không nhận ra chu tú nhi tại sao đối phương muốn giúp mình nhưng hắn đương nhiên không muốn thua a à, cho dù là do người khác hỗ trợ bởi vì hắn không nói câu nào lang hàn tự nhiên không phục nói xin hỏi ta thua ở nơi nào thua ở nơi nào cái này mấy lão sư ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cái này ai nấy đều thấy được a à? cổ đạo nhất đã là cung dương hết đà mà Lăng Hàn thì lại như mãnh hổ ra lồng, đang muốn phát kiếm. Thời gian thi đấu chỉ có một ngày một đêm mà thôi, nếu không thể ở trong thời gian quy định phân ra thắng bại, liền xem ai chiếm ưu thế. Chu Tú Nhi nói, vừa nãy ai cũng nhìn rõ ràng, Cổ đạo nhất chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, tự nhiên là hắn thắng. Nói như vậy cũng không sai, trước đúng là Cổ đạo nhất chiếm cứ chủ động, nhưng vấn đề là bọn họ nào có đánh đủ một ngày một đêm. Hiện tại mặt trăng vẫn không có lên, khoảng cách một ngày một đêm làm sao cũng có ba bốn canh giờ sớm lắm a à. nhưng thánh mẫu đại nhân nói như vậy ai dám phản bác nàng nói thái dương là vuông vậy chính là vuông nói băng là nóng vậy chính là nóng chỉ hưu bảo ngựa thì đã làm sao then chốt là nàng đã nói rõ thái độ ai dám bác bỏ mặt mũi của nàng cái gì nàng là vợ của tinh xa đại thánh hơn nữa còn vì đại thánh sinh một đứa con trai mẹ kiếp chẳng trách nàng rõ ràng chỉ vừa đột phá tinh thần cảnh nhưng nhiều lão sư cũng cung cung kính kính như vậy. Có người tin tức thông linh, ở cổ viện mấy ngày đã cùng đám triều thánh giả nơi này hòa mình, tự nhiên không thể nào không biết có nhân vật như Chu Tú Nhi, vừa nói ra, lập tức gợi ra náo động. Thân phận này, thông thiên, một vị lão sư mở miệng nói, thánh mẫu đại nhân đã mở miệng, còn ai dám có dị nghị. Tản đi đi, lần này thứ nhất chính là cổ đạo nhất, ai dám nói hưu nói vượt, tuyệt không dễ tha. Tất cả mọi người câm như hến, vợ của đại thánh A, hơn nữa còn không phải bình thường chính là quý nhân sinh ra long tử mẫu bằng tử quý đủ để bảo đảm vạn thế vinh quang ta có lang hàn lớn tiếng nói hắn chắc chắn sẽ không luồn cúi bằng không lúc trước hắn cần gì phải cùng chu tú nhi đối cứng ở lúc mới bắt đầu êm dịu liền hoàn toàn không có chuyện về sau nói năng có khí phách ta có dị nghị ta chính là không phục thân hình của lang hàn như núi không khuất phục không nghe theo huyết có thể chảy kiên quyết thà rằng gãy cũng không cong mọi người thấy Lúc này Lăng Hàn không thể nghi ngờ là thân đơn bóng chiếc, nhưng đứng ở đó lại có tư thế bế nghế thiên hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, người người đều vì phong thái của hắn lay động, toàn trường yên lặng như tờ. Người không phục, vậy thì như thế nào? Chu Tú Nhi xem thường nói, đừng nói nơi này chỉ là mấy lão sư, coi như là chín thánh đều đến, lại có người nào dám phản bác nàng, phản đối nàng. Muốn khi sư diệt tổ sao? Ta liền hỏi một câu, có ai thấy ta thất bại? Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, Người người không dám nhìn thẳng hắn, không ai không hạ thấp đầu. Ta không phục, loạn tinh nữ hoàng là người thứ nhất lên đài, dựa vào, dám bắt nạt ái lang của nàng, quản ngươi là ai, đánh. Nàng nhìn chằm chằm Chu Tú Nhi, hoàng uy cùng mị lực khiến người ta nghẹt thở đan dệt, ngay cả Chu Tú Nhi cũng không khỏi cúi đầu, tự ti mặc cảm. Ta cũng không phục, ta cũng không phục, ta cũng không phục, đê không ám người thiên phượng thần nữ, phú hoàng, cửu yêu, đinh bình dồn dập lên đài, không chỉ bọn họ ngay cả vương giả cấp 3 như Tử Thần Phong, Thiên Hạ Đệ Nhị, Long Hương Nguyệt cũng nhảy lên võ đài. Bọn họ chỉ sùng kính cường giả, dùng thực lực thắng, không lời nào để nói, nhưng dùng loại cường quyền ức hiếp này, vậy ai cũng không phục. Đã như vậy, vậy còn so cái giám? Thi đấu liền phải công bằng, ai thực lực mạnh, người đó mới là số 1. Đây là đạo lý các vương giả công nhận. Chương 1603, không khuất phục. Không phục, ta cũng không phục, lại có một người nhảy lên võ đài không phải bằng hữu của Lăng Hàn, cũng không phải vương giả cấp 3, thậm chí Lăng Hàn cũng không nhận ra, là tự phát lên đài. Lăng Hàn mới là số 1, phán quyết lại, càng nhiều người lên đài, lần này tân sinh tổng cộng mới 900 tên, nhưng hiện tại đã có hơn 100 người lên võ đài giúp đỡ Lăng Hàn, mà vẫn còn có người lên đài, vương giả trẻ tuổi vốn là cả người nhiệt huyết, hiện tại nhen lửa, căn bản tức bất diệt. Thật a, à, các ngươi muốn tạo phản sao? Chu Tú Nhi lạnh lùng nói, đều cút xuống đài cho ta ta đếm tới ba, người nào còn lưu ở trên đài, ta liền đuổi hắn ra vũ viện. Nàng tuyệt đối có quyền lực như thế, muốn khai trừ mấy người, chín thánh có thể phản đối sao? Nhưng làm cho nàng tuyệt đối không ngờ, câu nói này nói chưa dứt lời, càng nhiều người lại đi lên võ đài. Khai trừ liền khai trừ, ngay cả công bằng cũng không thể làm được, ở lại chỗ này còn có ý gì? Phải, nếu như ngày hôm nay ta luồn cúi, tất nhiên lưu lại tâm ma, ngày sau còn có hy vọng thành thánh sao? Tất cả mọi người nói mọi người tiến vào tinh xa vũ viện là vì cái gì? Không phải là thành thánh sao? Nếu không, không ít người đều có bối cảnh thánh nhân, hà tất chạy tới nơi này. Nhưng lưu lại tâm ma, thành thánh vô vọng, vậy lưu lại làm gì? Bọn họ hơn một năm trước mới bị ép chui lỗ chó, trong lòng người nào không tích đẩy oán khí, thông qua chuyện này triệt để bạo phát ra. Vương giả, không thể làm nhục, 200 người, 300 người, 400 người, 500 người, hầu như tất cả mọi người đều leo lên võ đài. Chu Tú Nhi không khỏi mắt lộ hàn quang, nếu những người này đều không nghe lời, vậy liền khai trừ toàn bộ, thật sự coi mình có gì đặc biệt sao? Nàng cười lạnh một tiếng, muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, một luồng uy thế kéo tới, làm cho nàng hoàn toàn nói không ra lời. Lần này thứ nhất là Lăng Hàn, một thanh âm truyền đến, như ý chí thiên địa, khiến người ta vui lòng phục tùng. Đây là thánh nhân, tinh xa đại thánh. Chu Tú Nhi nhất thời sắc mặt tái xanh, nàng tuyệt đối không ngờ Nam nhân của mình lại sẽ vào lúc này tàn nhẫn đánh nàng một cái bà tai. Nhưng coi như nàng bá đạo nữa, lại sao dám vào lúc này phản đối? Địa vị, quyền lực của nàng đều từ Tinh Sa Đại Thánh mà đến, mà Tinh Sa Đại Thánh cũng chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu, nàng liền từ đỉnh mây rơi xuống đáy vực. Mất đi vầng sáng thánh mẫu này, nàng chỉ là một tinh thần cảnh, miễn cưỡng có thể xưng một tiếng cường giả. Đại Thánh mở miệng, không có ai dị nghị, hơn nữa, cái này cũng là tên đến thực quy, Lăng Hàn vốn là thứ nhất. Nhất thời, tất cả mọi người vui vẻ, tinh xa đại thánh lên tiếng, chẳng khác gì là đang ủng hộ bọn họ, để bọn họ cảm thấy vui mừng khôn xiết. Sắc mặt của cổ đạo nhất khó coi, hết thảy lão sư sắc mặt khó coi. Bọn họ là người thua trong cuộc nháo kịch này. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, tất cả mọi người đều lớn tiếng gọi một cái tên, đẩy bầu không khí lên đến cực hạn. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, vung tay ngỏ ý cảm ơn mọi người. Hắn không tin những người này giúp đỡ, cuối cùng đưa đến tinh xa đại thánh nhúng tay, nhưng chuyện này để hắn càng ngày càng khát vọng lực lượng. Chu Tú Nhi chỉ dựa lưng một vị đại thánh mà thôi, liền dám giam cầm hắn, ngay ở trước mặt vô số người đổi trắng thay đen, nếu là một vị đại thánh cũng như vậy thì sao? Bản thân mạnh mẽ, mới là then chốt, lang Hàn nhìn Chu Tú Nhi giận dữ rời đi, nhìn cổ đạo nhất mặt âm trầm xuống lôi đài, nhìn từng lão sư thúi mặt rời đi, tuy thắng lợi này vốn thuộc về hắn, nhưng bị Chu Tú Nhi nháo trò như thế, hắn lại đắc tội hết thảy lão sư đắc tội liền đắc tội, ngược lại hắn cũng không hy vọng những người này cái gì. Lăng Hàn cũng không đi theo vệ trấn, cùng đám người loạn tinh nữ hoàng trực tiếp trở về bắt viện, ngược lại vị lão sư này cũng sẽ không vui gặp mình, đi cùng làm gì. Bởi vì bọn họ lặng yên quay lại, dẫn trước đại bộ đội, lại không làm kinh động người trong học viện, Lăng Hàn trực tiếp đi thư các, lựa chọn một môn sát trận mới, lần sau nếu tái ngộ cổ đạo nhất, hắn sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, trực tiếp cắn giết. Thiên phượng thần nữ theo Lăng Hàn đến bát viện, Ngược lại võ giả bế quan một cái chính là 80 100 năm, không ở trong viện của mình rất nhiều năm cũng không có chuyện gì, tài nguyên phát như thường là được. Lăng Hàn chọn nửa ngày, cuối cùng xác định trận pháp hắn muốn tuyển chọn. Huyết Nha trận, cái này ở trong trận pháp cấp 15 thuộc về tồn tại cực kỳ cao, uy lực có thể so với đại cực vị đỉnh cao, vậy 10 trận hợp nhất, không nói đạt đến đại viên mãn đỉnh cao, nhưng trung kỳ, hậu kỳ vẫn là có thể được. Chỉ cần lạc ấn xuống sát trận này, hắn đối đầu đại viên mãn đỉnh cao cũng có sức đánh một trận, không đến nỗi như đánh với vệ trấn, nhân lúc đối phương sơ sẩy bất cần mới chém chúng đối phương một kiếm. Hắn trở lại nơi ở, tiến vào hắc tháp, bắt đầu ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, muốn lấy tốc độ nhanh nhất hiểu rõ môn trận pháp này. Sau 7 ngày, vệ trấn mang đội trở về, những học sinh cũ đã sớm đợi, nhưng bọn họ khí thế hùng hổ nghênh đón, lại phát hiện Lăng Hàn không ở trong đội ngũ, để bọn họ có loại khó chịu như một quyền đánh không khí. Hóa ra, Lăng Hàn đã rời đi trước, mà đón lấy, liên quan tới Lăng Hàn cùng cổ đạo nhất chiến đấu cũng truyền ra, bao quát chu Tú Nhi đổi trắng thay đen, Lăng Hàn không khuất phục, cuối cùng quần tình ồn ào, đại thánh tự mình mở miệng, bình định. Điều này làm cho những học sinh cố kia nghe đến nhiệt huyết sôi trào, tuy đại bộ phận người vẫn không bỏ xuống được truyền thống, nhưng đối với Lăng Hàn, bọn họ không thể không giơ ngón tay cái. Nếu không có hắn thiết cốt len keng, ngày thứ nhất tiến vào viện liền chui lỗ chó vậy còn có thể đối mặt Chu Tú Nhi không khuất phục sao? Đại Thánh tỏ thái độ, có phải là ở một ý nghĩa nào đó tán dương Lăng Hàn chống lại không? Nhưng Lăng Hàn cái gì cũng không biết, hắn chìm đắm ở trong trận đạo, hoàn toàn không biết thời gian ở ngoại giới trôi qua. Chớp mắt một cái đã hai năm trôi qua, Lăng Hàn đột nhiên hơi động, ở dưới luân hồi thụ mở hai mắt ra, hắn đã hoàn toàn nắm giữ huyết nha trận. Trường 1604, đào hầm cho cổ đạo nhất. Trận Pháp Thánh cấp trở xuống, liền chỉ cần hiểu rõ trận văn liền được. Nhưng ở trên thì cần nắm giữ lực lượng của sáng thế, không có lĩnh ngộ phương diện này thì ngay cả khắc trận văn thánh cấp vào trên mắt trận đưa cho ngươi, ngươi cũng không phát huy ra thánh cấp chi uy. Thật giống như thánh khí ở trong tay hàng hà cảnh, cực hạn chính là cực cảnh đỉnh cao, dù lực lượng có thể đạt đến thánh nhân, nhưng không có lực lượng quy tắc tương ứng, vậy chung quy không thể xưng là lực lượng của thánh nhân. Lam Hàn lấy Cửu Thiên Hỏa làm giao khắc, ở trên xương lạc ấn trận văn còn sợ thần cốt tổn thương, chuyện này đơn giản, một ý nghĩ dâng lên, bất diệt thiên kinh tự nhiên chữa trị thần cốt đến hoàn mỹ. Lăng Hàn lấy tâm làm mắt, lấy ý thức làm tay, lấy cửu thiên hỏa làm đao, ở trên xương khắc họa trận văn, so với trận văn cấp 14, trình độ phức tạp của huyết nha trận phải lớn hơn mấy vạn lần. Nhưng hiện tại Lăng Hàn không phải tinh thần cực cảnh, mà là hàng hà cảnh, cường độ thần thức tăng vọt, thời khắc này tốc độ lại so với lần trước nhanh hơn. Cấp 14 bước vào cấp 15, độ khó rất lớn, nhưng lớn hơn từ tinh thần cảnh đến hằng hà cảnh sao? Đương nhiên là cái sau, bởi vậy hiện tại tốc độ của Lăng Hàn nhanh hơn là rất bình thường. Bởi vậy, sau 10 ngày, Lăng Hàn liền lạc ấn đầy trận văn trên thần cốt, dòng dã 10 tòa. Trên thực tế, trên xương của hắn còn có không gian lạc ấn nửa tòa huyết nha trận, chỉ là uy lực nửa tòa quá nhỏ, hắn đã không lọt mắt, liền không để ý đến. Hắn ra hắc tháp, 2 năm trôi qua, đại bộ phận người tu vi thậm chí không có một chút xíu tiến bộ, nhưng đám người loạn tinh nữ hoàng, thiên phượng thần nữ thì khác, bọn họ chẳng những có vũ viện cung cấp tài nguyên, còn có lăng hàn luyện chế thần đan, có thể ở dưới luân hồi tụ tham khảo tu luyện, tu vi tinh tiến hết sức rõ ràng. Tuy lăng hàn đang bế quan, nhưng vẫn lưu lại một tia thần thức, ai muốn tiến vào hắc tháp liền chỉ cần tiến vào phòng của hắn, tia thần thức này tự nhiên sẽ thu người vào. Đạt đến độ cao như hắn, đây là chút lòng thành. Người thành công, thiên phượng thần nữ lập tức tiến lên đón, lăng hàn gật đầu, ừ một tiếng, ây, đây là thánh nguyên loạn tinh nữ hoàng đưa tới một cái hộp ngọc đóng rất chặt chẽ thánh nguyên thánh nhân lấy ra thiên địa bản nguyên ngưng tụ thành trí bảo có thể tăng lên tu vi rất lớn bởi vì trong đó còn có quy tắc thiên địa do thánh nhân nắm giữ đối với võ giả dưới thánh nhân mà nói hữu ích vô cùng lăng hàn suy nghĩ một chút nói ngươi dùng đi loạn tinh nữ hoàng hơi run run lập tức rõ ràng ý nghĩ của lăng hàn gia hỏa xấu xa này vẫn muốn mình nhanh bước vào thánh nhân cảnh cùng mình làm sự tình sắc sắc lăng hàn muốn chính là nàng yêu thích nữ hoàng chỉ ôn nhu nở nụ cười cất đi hộp ngọc nếu lăng hàn yêu cầu như thế nàng sẽ mau chóng tu đến sáng thế cảnh sau này lại tìm cho phượng nhi của ta mấy khối lăng hàn cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh ở trên gương mặt của thiên phượng thần nữ hôn một cái kết quả đổi lấy đối phương một cái khinh thường hết cách rồi giang sơn dễ đổi hung bà nương bản tính khó rời a à. có người đến gây phiền phức không lăng hàn hỏi sao không có có điều đều bị tỉ tỉ đánh đi rồi thiên phượng thần nữ che miệng cười nói lăng hàn không khỏi cười to tuy loạn tinh nữ hoàng còn chỉ là tiểu cực vị nhưng không chịu nổi người ta có thần khí đánh nhau ở trong tay a viên gạch vừa ra ai dám so tài phải nghĩ một biện pháp hãm hại cổ đạo nhất a lăng hàn nâng cầm ở trong vũ viện là không có cách nào ra tay thậm chí ở trên một đồ tinh cũng không có khả năng mười thánh tọa trấn cho dù không hết sức thần thức cũng du đãng ở mỗi một góc mà cổ đạo nhất khẳng định thuộc về đối tượng quan tâm trọng điểm chỉ cần hơi có dị động, lập tức sẽ đưa tới thánh nhân quan tâm. Chỉ có thể chờ đợi xuất hiện di tích cổ gì, dẫn cổ đạo nhất điều động, lại làm thịt hắn. Lăng Hàn nói, cổ đạo nhất này cùng loạn tinh nữ hoàng tu cử tử thiên công, song phương đều muốn luyện hóa đạo quả của đối phương, nhất định chỉ có một người có thể sống sót. Đó còn cần phải nói, Lăng Hàn khẳng định là giúp vợ mình, hơn nữa, luyện hóa tiên thai của cổ đạo nhất, loạn tinh nữ hoàng có thể càng nhanh hơn đạt đến sáng thế cảnh, điều này làm cho hắn động lực tràn đầy. Chỉ là cơ hội này quá khó xuất hiện, cổ đạo nhất nắm giữ pháp môn của tiên vực, lại có cả mộ trực thông trảm trần cảnh, thần giới có thể có bí cảnh gì đáng giá hắn ra tay. Hà, Lăng Hàn nghĩ một hồi, đột nhiên ngẩn ra. Hắn ở Hằng Thiên Đại Lục đã từng được một tọa độ, kia là thập nhị tướng dưới trướng Thiên Hà Vương sáng lập, Diệt Long tinh thần tiến, Cửu Long phách thể thuật chính là ở bên trong đoạt được. Cái bí cảnh này nguyên bản là một bộ phận của thần giới, thế nhưng bị mạnh mẽ phong ấn thành một dị không gian, nhét vào Hằng Thiên Đại Lục thủ đoạn cỡ này cực kỳ bất phàm. Trước đó cảnh giới của Lăng Hàn quá thấp, không cách nào phỏng đoán tu vi của thập nhị tướng, nhưng hiện tại hắn có thể chắc chắn, 12 người này tất nhiên là thánh nhân. Không nói cái khác, cửu long phách thể thuật tu đến đỉnh cao liền có thể nắm giữ lực lượng của chín chân long, mà chân long cùng thánh nhân đồng cấp. Thậm chí, diệt long tinh thần tiến có thể một mũi tên nát tinh thần, giết chân long, không phải thủ đoạn của thánh nhân đó là cái gì. Như vậy, chủ nhân của thập nhị tướng, là vị thiên hà vương kia lại là nhân vật gì đại thánh thậm chí thánh vương có lang hàn vỗ tay một cái hắn được cái tọa độ này liền có thể được bí bảo của thiên hà vương năm đó không biết chuyện gì xảy ra thiên hà vương chết đi mà thập nhị tướng phong ấn thập nhị cung bí cảnh vào hàng thiên đại lục thánh vương bí bảo xuất thế không tiên vực bí bảo xuất thế cổ đạo nhất không động tâm sao quản hắn có phải là cấp bậc tiên vực hay không khuyết đại một điểm thì đã làm sao Trọng yếu chính là để cổ đạo nhất đi qua. Ta trước tiên đi tạo gió, sau đó sẽ đào hầm cho cổ đạo nhất." lang Hàn thầm nghĩ, hắn thương lượng ý nghĩ này cùng loạn tinh nữ hoàng, thiên phượng thần nữ. Bọn họ lập tức quyết định lên đường, trước tiên đi tìm tòi di bảo của Thiên Hà Vương. Muốn tiến vào di tích cổ, đặc biệt là Thiên Hà Vương có khả năng là thánh vương, đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận một hồi, quyết định sau 10 ngày lại lên đường. Chương 1605, đại thánh thu Đồ đệ. Sư phụ Sư phụ, Đinh Bình vội vã chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn hỏi, tên đồ đệ này rất ít khi cấp bách như vậy. Đinh Bình thở hổn hển nói, tinh sa đại thánh đã hạ lệnh dụ, muốn thu cổ đạo nhất làm đệ tử thân truyền thứ 10. Hắn đầy mặt tức giận, cái này muốn thu cũng phải thu sư phụ của hắn A, không thấy ở trong tân sinh tranh tài, Lăng Hàn đánh bại cổ đạo nhất, đoạt được thứ nhất sao. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười nói, ta biết rồi, nói thật, hắn nửa điểm cũng không muốn bái tinh sa đại thánh làm sư phụ tiến vào vũ viện cùng bái người nào đó làm sư phụ tính chất là hoàn toàn khác nhau sư phụ sao ngươi không vội a à? đinh bình giơ chân thánh nhân lên tiếng thật giống như một đao thiên ý chém phúc trạch của ngươi a à. thánh nhân đắc đạo từ một loại ý nghĩa nào đó đại biểu thiên địa ý chí hơn nữa nơi này lại thịnh truyền trong vạn ngàn vương giả chỉ có một người có thể đắc đạo chính là người lọt mắt xanh của tinh sa đại nhân hiện tại tinh sa đại nhân thu đồ đệ ý nghĩa những người khác đều không có hy vọng trở thành thánh kỳ thực tinh xa đại thánh sớm liền muốn thu cổ đạo nhất làm đồ đệ dưới cái nhìn của hắn tiên thai chính là thể chất cao cấp nhất thế gian lại có hắn dốc lòng vun bón trong tương lai cổ đạo nhất chẳng những có thể kế thừa y bát của hắn thậm chí vượt qua hắn thay ước mơ tha thiết của hắn bước vào thánh vương cảnh chính hắn không thể bước ra bước đi này nhưng có thể tự tay bồi dưỡng được trí tôn như vậy hắn chết cũng có thể nhắm mắt lùi một bước mà nói hắn bồi dưỡng được một vị thánh vương cổ đạo nhất tất nhiên sẽ hoài cựu, vậy cho dù hắn hóa đạo, ngày sau nhi tử cũng có một chỗ dựa cực kỳ tin cậy. Chỉ là tinh xa đại thánh không biết, cổ đạo nhất sẽ không nhận tình của hắn, người ta là trảm trần lão tổ, hiện tại kém chỉ là thời gian cùng tài nguyên, mới sẽ tiến vào tinh xa vũ viện. Ở cổ đạo nhất xem ra, thần giới tất cả đều là run dế, hắn sẽ đi trông non một con run dế sao. Thực sự là đùa giỡn, nguyên bản tinh xa đại thánh là sẽ không nhanh thu đồ đệ như thế, cái này không phải là để những học sinh khác thất vọng sao nhưng lần này cổ đạo nhất thua ở trong tay lăng hàn hắn sợ cổ đạo nhất bởi vậy thất ý giao động võ đạo bản tâm bởi vậy quyết định lập tức thu cổ đạo nhất làm đồ đệ cái này chính là đang nói đại thánh xem trọng tương lai của cổ đạo nhất thua nhất thời lại đáng là gì cường giả nào ở trên đường đặt chân lên đỉnh cao nhất không thua qua leo võ đạo đỉnh cao nhìn không phải nỗ lực nhất thời mà là sức chịu đựng lâu dài người có thể vào tới giữa sườn núi nhanh nhất lại có tác dụng gì đại thánh tinh mắt cỡ nào hơn nữa đại thánh đại biểu thiên địa ý chí hiện tại tinh xa đại thánh tuyên bố như thế chẳng khác gì đại biểu thiên địa chém tất cả mọi người một đao đứt đoạn mất hy vọng thành thánh của bọn họ cái này tự nhiên làm nhân tâm hoảng loạn không ít người dự định chủ động nghỉ học tiến vào tinh xa vỗ viện làm không phải tranh cướp tiêu chuẩn đệ tử chân truyền cuối cùng của tinh xa đại thánh để cầu thành thánh sao hiện tại nhân tuyển đã quyết ra vậy còn ở lại làm chi? Cái này vạn vạn không được, Lăng Hàn phải ngăn cản, đùa giỡn, hắn muốn đào hầm cho cổ đạo nhất, nhưng vạn nhất chạy một vòng trở về, người trong vũ viện đều chạy sạch, hắn còn làm sao tung tin tức ra ngoài. Chạy đi mời cổ đạo nhất, thật coi người ta là ngốc sao, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, chạy ra ngoài, bắt đầu lớn tiếng nói, bảo mọi người không nên dao động bản tâm, coi như thánh nhân khâm điểm thì đã làm sao, nhân định thắng thiên. Tranh thủ không nhất định thành công, nhưng không tranh thủ, vậy tuyệt đối sẽ không thành công. Mọi người có thể đi vào tinh xa vũ viện, nói rõ tư chất đều là cực cao, đều có hy vọng trở thành thánh, làm sao có thể bởi vì người khác nói một câu mà đứt niềm tin. Hơn nữa phía trước có một mục tiêu, lưu lại, từng cái vượt qua cổ đạo nhất. Những câu nói này tung ra, làm cho cả bát viện sôi trào. Đúng, chỉ cần cổ đạo nhất không có thành thánh, vậy hết thảy đều quá sớm. Còn nữa, trở lại tu luyện cũng không yêu thế gì, ngược lại ở chỗ này, vương giả như mây, không chỉ có thể kích phát đấu trí của mình, hơn nữa cũng có người luận bàn. Rất nhiều người đều là phong cách lấy chiến nuôi chiến, càng đánh càng mạnh, sau khi trở về cả thế gian vô địch, cũng ý nghĩa dẫm chân tại chỗ. Lưu lại, như là thua, cũng không thể trốn tránh, phải đứng thua. Cái này thay đổi một người, lời nói ra tuyệt đối không có phân lượng như vậy, nhưng Lăng Hàn không giống, danh tiếng của hắn là đánh ra, hơn nữa trước đây không lâu mới đạt được tân sinh thứ nhất, lực ép cổ đạo nhất, ở trong tinh xa vũ viện, luận thực lực Lăng Hàn vẫn chưa thể đưa về hàng ngũ bá chủ, nhưng nói đến danh tiếng, lại mơ hồ đã đuổi sát bá chủ. Những câu nói này từ bát viện truyền tới phân viện khác, khích lệ mỗi người, tuy vẫn có chút người tuyển chọn rời đi, nhưng đại bộ phận người lưu lại. Ngược lại lần này chiêu nhiều người, đi mấy trăm người cũng hơn giới trước nhiều lắm. Lúc này Lăng Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn lại bào chế một bảo tàng của Thánh Vương, tất sẽ tạo thành náo động ở trong tinh xa vũ viện, người người đàm luận, sau đó hắn lại làm chút đồ vật tiên vực chỉ có cổ đạo nhất nhận thức làm cho đối phương cho rằng đó là một bảo tàng tiên cấp đối phương nhất định sẽ động lòng kha kha hắn cũng có chút khâm phục mình nhanh trí vậy thì bình ổn mọi người rồi ai vì vợ hắn cũng liều mạng a lăng hàn mang theo nữ hoàng cùng thiên phượng nữ chuẩn bị ra ngoài lên đường rời vũ viện lại lấy xuyên vân toa tiến hành lữ trình cấp bậc tinh vũ nhưng bọn họ chỉ vừa ra ngoài liền bị một đoàn học sinh cũ chặn lại lăng hàn một học sinh cũ đi ra tu vi hằng hà cảnh đại cực vị đỉnh cao, trước ngay cả trung cực vị cũng không cản được lăng hàn, hiện tại tự nhiên chỉ có thể điều động đại cực vị, hơn nữa còn là đỉnh cao, sức chiến đấu càng bão tố đến đại viên mãn. Cái này vẫn chưa thể chấn áp lăng hàn, không tin, sao, ánh mắt của lăng hàn đảo qua, chỉ thấy những học sinh cũ này sắc mặt rất phức tạp, không giống như trước đây quần tình kích phấn, vừa lên liền gọi đánh gọi giết. Chúng ta cũng nghe nói một ít chuyện của ngươi, không thể không nói một tiếng khâm phục. Tên học sinh cũ kia lại nói chương 1606, xếp hạng thứ nhất, huyết nha trận. Thường, như vậy đi, cho người trường hợp đặc biệt, không cần chui qua lỗ chó, nhưng truyền thống không thể bỏ, người ở trước mặt tất cả mọi người nói một câu ân hận, nhận thua một chút, sau này chính là một phần tử chân chính của bát viện. Cái này cũng là vì các hành vi lúc trước của Lăng Hàn để người ta thuyết phục, đặc biệt là dám chất vấn chu Tú Nhi, ngay cả bá chủ cũng dơ ngón cái, mặc cảm không bằng. Không, ngay cả chín thánh cũng phải viết chữ phục, vì lẽ đó, những học sinh cũ mới lui một bước, không cầu ra oai phủ đầu cho Lăng Hàn, nhưng chuyện này không thể quên đi như vậy, vì lẽ đó Lăng Hàn cũng lùi một bước, vậy sau này chính là người một nhà. Ở bọn hắn nghĩ đến, Lăng Hàn tất nhiên sẽ đồng ý cách làm này, dù sao tu vi của Lăng Hàn quá thấp, chỉ ít ở trong trăm vạn năm hắn sẽ bị áp chế ở dưới hàng hà cảnh đại cực vị, đại viên mãn, còn có bốn vị bá chủ. Người có thể sống qua trăm vạn năm, cả ngày bị người chắn cổng sao. Không tin, Lăng Hàn không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu nói, "Ta sẽ không xin lỗi. Đùa gì thế, hắn có chỗ nào làm sai? Một chút cũng không có. Đã như vậy, tại sao hắn phải nói xin lỗi? Nếu hắn làm chuyện sai lầm sẽ thừa nhận, nhưng chưa từng làm, vậy dựa vào cái gì để hắn cúi đầu?" Trước chất vấn Chu Tú Nhi, không phải cũng như thế sao? Ngay cả uy của đại thánh cũng không thể để hắn cúi đầu, huống chi là loại cặn bã các ngươi. Nhìn thấy biểu tình kiên định trên mặt Lăng Hàn, sắc mặt những học sinh cũ kia đều khó coi bọn họ lui một bước dài như thế, Lăng Hàn thậm chí ngay cả một bước nhỏ cũng không chịu lùi. Phải biết, chỉ để ngươi ở trước mặt người toàn viện nói lời xin lỗi, đây là sỉ nhục ngươi sao? Không không không, có thể làm cho hết thầy học sinh cũng nhượng bộ, để ngươi chỉ nói lời xin lỗi, ngươi mới là người chiếm thượng phong a. Làm sao còn không đáp ứng? Thật quá mức rồi, tên học sinh cô cầm đầu kia không khỏi giận tái mặt nói. Làm sư đệ, lời nhẹ ngươi còn không nghe, vậy ta cũng chỉ có thể động võ hắn ra tay, oanh, nhất thời một bàn tay cực lớn hiện lên ở bầu trời, tóm tới lăng hàn, có hơn vạn ngôi sao quấn quanh, chỉ tản mát ra khí thế cũng đủ để cho hàng hà cảnh tiểu cực vị co quắp. Lăng hàn vung quyền, một con huyết nha hiện lên, đập cánh nghênh tiếp về bàn tay lớn, cánh chim mở ra, vô số lông chim hóa thành kiếm kích bắn, mang theo lực lượng năm tháng, muốn xé rách thanh thiên. Dám cùng nghiêm thanh sư huynh chính diện liều mạng, dũng khí từ đâu, nghiêm thanh sư huynh là vương giả cấp 2, bây giờ lại đứng ở hàng hà cảnh đại cực vị đỉnh cao, coi như Lăng Hàn là vương giả cấp 3 thì đã làm sao, hai người tranh lệch ba cảnh giới nhỏ, cái này há là vương giả cấp 2 cùng cấp 3 tranh lệch có khả năng bù đắp. Nếu như Lăng Hàn nhanh chân bỏ chạy, vậy cùng là hàng hà cảnh, tốc độ tương đương, nghiêm thanh còn thật không chắc ngăn lại Lăng Hàn, nhưng chính diện liều mạng, ha, ha 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 ha. Tự dước lấy nhục, bàn tay lớn ghim xuống, như trời xanh rơi rụng, huyết nha đón nhận, huyết vũ như mũi tên, xeo 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 xeo, Huyết phú trước tiên đánh tới bàn tay lớn, chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia bắt đầu tan rã, mà uy thế của huyết phú không giảm, tiếp tục bay về phía Nghiêm Thanh. Cái gì? Thấy cảnh này, các học sinh cũng khác toàn bộ dọa sợ. Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này tình huống thế nào? Nghiêm Thanh cũng giật mình, vội vàng vung vẩy hai tay, đánh tới những huyết phú này. Lục Hà Trận, hắn hét lớn một tiếng, xương cốt cả người phát sáng, một ánh sáng xanh lục từ chán tuôn ra, ở quanh người hắn hóa thành một đại trận Đệ tử bát viện, đương nhiên mỗi người đều tu lấy thân hóa trận. Lục Hà trận, trận pháp cấp 15, ở trong cấp 15 cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu, nhưng cũng chỉ có thứ 10, không có tiến vào 5 vị trí đầu, cũng không có tiến vào 3 vị trí đầu. Không phải nghiêm thanh không muốn lạc ấn trận pháp càng mạnh hơn, mà là thân thể không được. Nhưng cấp bậc của Lục Hà trận cũng cao đến đáng sợ, bình thường hàng hà cảnh đại cực vị chỉ có thể lạc ấn sát trận xếp hạng ở hơn 50, căn bản không phải đối thủ của hắn. Trời, nghiêm sư huynh lại bị bức ép dùng lục hà trận. Vị tiểu sư đệ này thực sự là nghịch thiên rồi, vừa ra tay liền ép nghiêm sư huynh đến mức độ như thế. Có điều, cũng chỉ là như vậy, lục hà trận ở trong sát trận cấp 15 có thể đứng vào 10 vị trí đầu, trận này vừa ra, chỉ có mấy vị sư huynh đại viên mãn mới có thể ngang hàng. Xác thực như vậy, sát trận xếp hạng thứ 10 kỳ thực không thua một ít sát trận xếp hạng thấp cấp 16. Tất cả mọi người lắc đầu, tự nhiên cho rằng Lăng Hàn là thua chắc rồi nhưng loạn tinh nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ lại tràn đầy tự tin, các nàng biết lăng hàn lạc ấn huyết nha trận, kia là cấp bậc gì. Đệ nhất sát trận trong cấp 15, hơn nữa còn là không hề tranh luận. Xeo 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 xeo, huyết vũ đánh tới, nhưng anh không phá phòng thủ của lục hà trận, dồn dập bẻ gãy. Cái này ở trong dự liệu của mọi người, nổ tan mới kỳ quặc quái gở, ngay cả nghiêm thanh cũng lộ ra vẻ ngạo nghễ cảm giác có phải là quá mức căng thẳng, chuyện bé xé ra to không. Dù như thế nào, cảnh giới của Lăng Hàn bày biện ở đàng kia a. À. Nhưng ở một khắc tiếp theo, hắn hoàn toàn biến sắc. Huyết nha tập kích đến, miệng vạch một cái, liền xé lục hà trận ra một cái lỗ hồng, tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người. Cái này, nghiêm thanh vội vã thôi thúc trận pháp, hòa vào nguyên lực bản thân, muốn hóa giải đòn đánh này. Nhưng huyết nha phảng phất như vạn kiếp không nhiễm, công kích gì đánh tới cũng lập tức hóa thành cho bụi, vỗ cánh, đã nhào tới trước người hắn. Oanh, nghiêm thanh lập tức bị chấn bay ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi thật giống như một đạo thải hồng màu máu cực kỳ thêm mỹ đùng hắn rơi trên đất toàn trường một mảnh không hề có tiếng động mỗi người đều rung động thật sâu lăng hàn đây là hít thuốc lắc hay uống xuân dược a à, cũng quá mạnh đi nghiêm thanh bò lên trên mặt không có vẻ sỉ nhục khi thua một hậu bối mà dùng tay chỉ vào lăng hàn đầy mặt kinh hãi huyết nha trận người dùng hợp chính là huyết nha trận Phốc, nhất thời có thật nhiều người phun ra ngoài nguyên bản còn yên tĩnh một cách chết chóc lập tức bị đánh vỡ, người người đều hét lên kinh ngạc, trên mặt tất cả đều là khó mà tin nổi. chương 1607, xếp hạng thứ nhất, huyết nha trận. Hạ, huyết nha trận, trong trận pháp cấp 15 xếp hạng thứ nhất huyết nha trận. Không thể, ta cũng không tin, coi như là nhậm phi vân nhậm sư huynh, lúc trước ở hàng hà cảnh đại cực vị cũng chỉ hòa vào hỏa phong xích vân trận xếp hạng thứ bảy Thái miểu sư huynh là huyền vũ kim dương trận xếp hạng thứ 8, Kỳ Thiên Sư huynh thiên phú dị bẩm, thể chất đặc thù, hòa vào băng tàm hắc diệt trận xếp hạng thứ 6. Dư sư tỷ lợi hại nhất cũng chỉ hòa vào Bạch Hổ Lục Đạo trận xếp hạng thứ 5. Ba sát trận vị trí đầu, dựa theo thuyết pháp là không có khả năng hòa vào trong cơ thể, bởi vì thân thể căn bản không thể chịu đựng. Tất cả mọi người ôm đầu, 10000 cái không thể tin tưởng, không thể tin được. Lăng sư đệ, kia, kia là huyết nha trận, Nghiêm Thanh chỉ muốn xác nhận điểm ấy, một chiêu này nếu dùng, cho dù hiện tại không nói, ngày sau cũng sẽ bị người nghiên cứu ra, Lăng Hàn liền gật gù nói. Không sai, đúng là, huyết nha trận, nghịch thiên rồi, nghịch thiên rồi, thật có người thành công. Chờ đã, có người đột nhiên trợn mắt lên, hắn, hắn chỉ là hàng hà cảnh tiểu cực vị A. Hí, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, trước mọi người chỉ khiếp sợ có người có thể dung hợp huyết nha trận, bị chuyện khó mà tin nổi này làm cho chấn động. Nhưng hiện tại đề tỉnh như thế, mới phát hiện còn có chuyện càng đáng sợ hơn. Lăng Hàn căn bản chỉ là hàng Hà cảnh tiểu cực vị, theo lý chỉ có thể dung hợp trận pháp cấp 13. Ta sát, ngươi là muốn lật trời sao? Mỗi người đều há to miệng, lè lưỡi, chỉ có như vậy mới có thể thoáng biểu đạt khiếp sợ trong lòng lúc này, một vạn con thảo nê cấp tốc lao qua cũng không thể bình phục trái tim kinh hoàng. Nếu ngươi đến Hằng Hà cảnh đại cực vị, không phải có thể dung hợp trận pháp thánh cấp sao? Cái này là bọn họ cả nghĩ quá rồi, thứ nhất vượt qua thánh cấp quá lớn. Lăng Hàn chỉ có tu ra hàng hà cực cảnh mới có thể để cường độ thần cốt tăng lên tới thánh cấp. Thứ hai trận pháp thánh cấp yêu cầu nắm giữ quy tắc thiên địa đối ứng, vậy phải cần cảnh giới thánh cấp, dù cho Lăng Hàn tu ra thần cốt giống như tiên kim cũng vô dụng. Nhưng bởi vì bọn họ không biết, mới sẽ càng thêm khiếp sợ, bởi vì dựa theo loại này suy đoán. Lăng Hàn bước vào hàng hà cảnh đại viên mãn, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng có thể giết. Lăng Hàn liếc nhìn những học sinh cũ hóa đá, vỗ tay nói. Thề tử, chúng ta đi, Nữ hoàng đại nhân cùng thiên phượng thần nữ làm bạn ở hai bên trái phải, lăng hàn vô cùng đắc ý, cái này so với vừa nãy oanh bại nghiêm thanh còn uy phong khí phách hơn nhiều. Ra vũ viện, lăng hàn lấy xuyên vân toa, nhưng cái này chỉ có thể chứa hai người, loạn tinh nữ hoàng liền tiến vào hắc tháp, để lăng hàn cùng thiên phượng thần nữ có thể cẩn thận tâm sự. Người thê tử này thực sự là hiểu ý, cực kỳ biết săn sóc. Lăng hàn cùng thiên phượng thần nữ nói nói, y phục trên người liền không còn, tuy không gian của xuyên vân toa không lớn, dần vật có chút chật nhưng nhỏ cũng có chỗ tốt của nhỏ a à, có loại kích thích khác nha ta sinh cái hầu tử cho ngươi khi cảm xúc mãnh liệt đỉnh cao thiên phượng thần nữ cắn vai của lăng hàn nói vậy làm nhiều mấy lần lăng hàn đàng hoàng trịnh trọng nói bắt đầu vòng trinh phạt thứ hai vòng thứ ba nếu thê tử có yêu cầu hắn đương nhiên phải cúc cung tận tụy nỗ lực cầy cấy lời chàng ý thiếp ngược lại cũng sẽ không cảm thấy thời gian khổ sở đảo mắt nửa năm trôi qua xuyên vân toa ngừng lại đã đi tới tọa độ tinh không chỉ định. Nơi này, làm sao chẳng có cái gì cả. Đây là một mảnh vũ trụ hoang vu, khoảng cách đến tinh thể gần nhất chỉ ít ngoài trăm triệu dặm, ngay cả xuyên vân toa cũng muốn đi 10 ngày nửa tháng. Lăng Hàn đứng ở trong tinh không, trước sau trái phải đều là một mảnh trống rỗng, bảo tàng đâu. Cái này từ đâu tới bảo tàng, có phải là nhớ lầm không? Loạn tinh nữ hoàng hỏi, Lăng Hàn lắc đầu, không thể, lấy khả năng ghi nhớ của hắn, làm sao có khả năng sẽ nhớ lầm tọa độ chờ đã hắn đột nhiên ngẩn ra còn có một câu pháp quyết nhưng khi đó ta căn bản không nhận biết còn tưởng rằng là một câu phí lời lại như thánh nhân truyền đạo giảng giải quy tắc thiên địa phá hư cảnh có thể nghe hiểu được sao vốn là đàn gảy tai châu lúc trước lăng hàn cũng giống như vậy bắt được câu pháp quyết này còn tưởng là một đống phí lời căn bản xem không ra bất kỳ ý nghĩa hắn nỗ lực hồi ức trong miệng phát ra âm tiết quái lạ a à, úm bà la thử ô loạn tinh nữ hoàng ngẩn ra thân thể của ta đối với những chữ này có phản ứng lăng hàn ngừng lại phản ứng gì ta cũng không biết nhưng thật giống có loại cảm giác ta hẳn biết những chữ này loạn tinh nữ hoàng đột nhiên ngừng lại cùng lăng hàn bốn mắt nhìn nhau tiên văn hai người đồng thời nói hẳn là như vậy loạn tinh nữ hoàng chính là thượng cổ thiên tộc tổ tiên bị trục xuất ra tiên vực nhưng huyết mạch đời đời kế thừa vậy thời điểm nghe đến tiên văn huyết mạch sẽ có cảm ứng cũng không nhất định mẹ kiếp sẽ không bị ta làm bậy làm bạ mà chúng chứ lăng hàn ngoác mồm lè lưỡi lần này chủ yếu là vì đào hầm cho cổ đạo nhất mà bởi vì hắn đã nắm giữ không ít pháp môn của tiên vực lại có hắc tháp ở trong tay kỳ thực đối với cái gọi là bí cảnh của thần giới không quá để ý bởi vậy tuy hắn sớm biết bí cảnh này tồn tại nhưng vẫn không có hành động vì dẫn cổ đạo nhất điều động hắn còn muốn giả tạo nó thành tiên cấp bí cảnh cái này không kỳ quái lúc trước tiên vực không biết trục xuất bao nhiêu người vậy ở thần giới lưu lại bí cảnh tiên cấp lại có chuyện gì ngạc nhiên bảo vật tiên cấp cổ đạo nhất ngươi dù sao cũng nên động tâm chứ tuyệt đối không ngờ con mẹ nó lại thật khả năng dính vào hai chữ tiên vực tiếp tục niệm nữ hoàng nói lăng hàn gật đầu để tâm hồi ức lấy khả năng ghi nhớ của hắn dù cho lúc trước chỉ xem qua một chút cũng có thể chậm rãi nhớ lại ma la bát đa la hắn tiếp tục thì thầm kia tuy chỉ là một câu pháp quyết nhưng đọc lên lại thật dài thật dài từ nơi sâu xa một đạo gợn sóng ngay cả thánh nhân cũng không thể bắt giữ ở trong vũ trụ truyền ra. Chương 1608, Hữu Phượng Lai Nghi. Chính là bởi vì không cách nào bắt giữ, Lăng Hàn niệm xong, nhưng không có cảm thấy phát sinh một chút xíu biến hóa. Ta cho rằng niệm xong sẽ xuất hiện một cánh cửa, một con đường. Lăng Hàn gãi gãi đầu, có chút thất vọng, hay là không gian nứt ra, xuất hiện một mật cảnh a. Thiên Phượng thần nữ nói tiếp, nữ hoàng nói, có khả năng nhớ lầm một âm tiết nào đó không? Không thể, Lăng Hàn lắc đầu, điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Nữ hoàng đại nhân đương nhiên sẽ không nghi vấn Lăng Hàn, nàng suy nghĩ một chút nói. Vậy không bằng ở đây quan sát một chút, còn có, người lại niệm mấy lần xem. Được, Lăng Hàn gật đầu, lặp lại mấy lần pháp quyết, hơn nữa còn dùng nguyên lực, giống như Thủy Triều ở trong tinh không truyền lực. Nhưng vẫn không có một chút xíu biến hóa phát sinh, chờ thêm ba ngày, được, bọn họ kiên chỉ đợi ba ngày, tuy nhiên biến hóa gì đó cũng không có. Lăng Hàn, đợi thêm ba ngày, hắn suy nghĩ một chút lại nói, được, nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đương nhiên sẽ không có ý kiến. Ba ngày đi qua, một điểm biến hóa cũng không có. Ba ngày cuối cùng, Lăng Hàn cắn răng, chờ chờ, rất nhanh đi qua một tháng, ba người Lăng Hàn mỗi đợi ba ngày liền muốn đi, nhưng lại sợ sau một khắc liền sẽ phát sinh kỳ tích, nên ba ngày ba ngày mà đợi xuống. Lần này, nhất định là ba ngày cuối cùng, Lăng Hàn vỗ ngực bảo đảm nói, cũng giận rồi. Được, nữ hoàng đại nhân thì mỉm cười, nàng sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu gì của Lăng Hàn. Có thể bảo tàng đã bị người khác lấy mất hay không? Thiên phượng thần nữ hoài nghi nói, hẳn là sẽ không, Lăng Hàn trầm ngâm, khí linh trong thập nhị cung đã từng nói rất rõ ràng, tuy trước cũng có người từng chiếm được tọa độ tinh không này, nhưng sau đó đều ngỏng rồi. Hơn nữa, lúc đó khống chế hàng thiên đại lục chính là ngô tông, nếu như ngô tông được tọa độ tinh không này, Lăng Hàn không tin tưởng bọn hắn có năng lực mở ra bí cảnh này có thể tới đây hay không cũng là ẩn số. Ô, Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng đồng thời giật mình, lấy cảm ứng hàng hà cảnh của bọn họ, đã phát hiện có dị thương. Làm sao, thiên phượng thần nữ hỏi, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều nhìn về một góc tinh không, sau đó đưa tay chỉ qua. Ở đó, thiên phượng thần nữ phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng chẳng nhìn thấy có cái gì cả. Bất quá nàng biết Lăng Hàn cùng nữ hoàng chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, liền tiếp tục xem, hiện tại không nhìn thấy hẳn là thị lực cùng sức cảm ứng của nàng còn chưa đủ. Chỉ ít qua vài tức thời gian, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một điểm sáng, sau đó cấp tốc phóng to. Lăng Hàn cùng nữ hoàng trước tiên hít vào một hơi, bọn họ nhìn thấy gì? Trong tinh không hắc ám, có ba con phượng hoàng đập cánh mà bay, mỗi một con phượng hoàng còn lớn hơn núi cao, mặc dù là sát cánh cùng bay, nhưng hai cánh mở ra dài tới vạn dặm, bởi vậy mỗi một con phượng hoàng trong lúc đó cũng cách vạn dặm. Vẫn không có bay đến gần, liền có áp lực không cách nào hình dung kéo tới, kia là Thánh uy. Chân Phượng cùng Chân Long đặt ngang hàng, đều là người tài ba trong thần thú. Ba người Lăng Hàn đều chấn động, muốn nói lấy Tinh Vũ rất lớn, bọn họ vừa vặn gặp phải ba con Chân Phượng, khả năng này gần như không. Sự tình một khi quá trùng hợp, khả năng này liền không phải trùng hợp. Đoạn pháp quyết kia là thật, không phải mở ra một bảo tàng, mà là mời đến ba con Chân Phượng. Hơn nữa, trước đó bọn nó không biết ở nơi xa xôi nào, bởi vậy mới cách chừng 30 ngày mới bay đến. T, thánh nhân có thể ngang qua Tinh Vũ. Tốc độ tuyệt đối còn nhanh hơn xuyên vân toa, bọn nó bay 30 ngày, trước kia ở xa cỡ nào a? À? Một đoạn pháp quyết liền mời đến ba con chân phượng, cái này là khái niệm gì? Cho dù là ba người lăng hàn cũng có chút mộng, ầm, phía sau thiên phượng thần nữ đột nhiên lộ ra hai cánh chim, có tới vạn trượng, nhưng so sánh với ba con chân phượng kia, tranh lệch liền không phải lớn một cách bình thường, coi như cánh chim dài vạn trượng thì đã làm sao, vẫn như cũ là hàng tiểu bối. Cái trận chiến này, có chút lớn a. À? tuy tinh xa đại thánh chưa bao giờ xuất hiện nhưng lăng hàn cảm ứng qua mấy lần khí thức của hắn có thể rõ ràng kết luận vị đại thánh này không bằng ba con chân phượng kia thánh vương mạnh nhất thần giới ngay cả lăng hàn cũng có chút lo lắng vươn tay ra phân biệt cầm lấy tay của loạn tinh nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trong hắc tháp tốc độ của thánh vương nhanh bực nào chân phượng mỗi một lần đập cánh có thể quăng không gian vô tận ở phía sau chỉ nháy mắt mấy lần cũng đã đi tới phụ cận bọn họ Ba người lăng hàn đồng thời há miệng, so với trước nhìn thấy ba con chân phượng thì càng thêm giật mình. Phía sau ba con chân phượng, càng lôi kéo một chiếc chiến xa, mà trên chiến xa trừ một cái dương ra, liền không còn những thứ khác. Mà để ba người lăng hàn chấn kinh không chỉ dừng lại ở đây, bởi vì ba con chân phượng này cũng đã hóa đạo, đây là ba con phượng hoàng chết đi không biết bao nhiêu năm, nhưng thánh vương bất hủ, bọn nó vẫn như cũ duy trì dáng dấp khi còn sống, chỉ là không còn một chút xíu sinh khí, Vẹn vẹn chỉ là bởi vì phượng hoàng bản mệnh trúc hỏa mới ở trên cánh chim bốc cháy lên thần diễm vô tận mà thôi thật quỷ dị ba con chân phượng lôi kéo một chiếc chiến xa lại không biết chết đi bao nhiêu năm cái này ai có thể để ba con chân phượng thánh vương cấp kéo xe tác phẩm kinh thiên đây chính là bảo tàng của thiên hà vương Lăng hàn nhìn không khỏi nhe răng tới tay cũng quá dễ dàng a à, làm sao đào hầm cho cổ đạo nhất ba con phượng vương đã dừng lại thu cánh thật giống như đang ngủ say trên người thiêu đốt thần hỏa vô tận. Thiên phượng thần nữ không khỏi lộ ra một tia mờ mịt, đi về phía trước. Lăng Hàn vội vàng ngăn lại nàng nói. Đừng kích động, thiên phượng thần nữ giật mình, biểu hiện mới thanh minh nói. Ta thật giống như cảm ứng được ba con chân phượng này triệu hoán ta. Ồ, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, thiên phượng thần nữ nắm giữ vân phượng huyết mạch, mà vân phượng là một chi nhánh của chân phượng, ba con lão phượng hoàng này mặc kệ nguyên nhân gì đã ngỏm, nhưng xương, thân thể, huyết dịch của chúng nó đều là trí bảo vô giá. Người bình thường không thể được, bởi vì không đỡ nổi uy thế như vậy, nhưng nếu bọn chúng chủ động triệu hoán, thiên phượng thần nữ có khả năng được tạo hóa to lớn. chương 1609, Dương Báu, suy nghĩ một chút, Lăng Hàn liền buông lỏng tay ra nói. Cẩn thận, nếu như gặp nguy hiểm, tuyệt không nên miễn cưỡng. Ta rõ ràng, thiên phượng thần nữ đi về phía trước, cánh chim của nàng tự mình trương động, tỏa ra lực lượng huyết thống của vân phượng bộ tộc, Ba con phượng thi đồng thời mở cánh, vây quanh thiên phượng thần nữ lại, sau đó liền vắng lặng, không còn có một chút xíu động tính. Lăng Hàn không cảm ứng được khí thức của thiên phượng thần nữ, hắn không thể đột phá thần thức của thánh nhân ngăn cách A. Hẳn không có vấn đề, nếu như thánh vương muốn giết người, cần gì phiền phức như vậy, một ý nghĩ là được. Dù cho ba con lão phượng đã sớm chết, nhưng hổ chết còn uy, một ý nghĩ có thể chém tiểu thánh diệt trung thánh, để đại thánh cũng không dám tới gần. Đây là cơ duyên của thiên phượng thần nữ, có lẽ sẽ làm cho nàng thoát thai hoán cốt lăng hàn lộ ra nụ cười sừng chân long đã có bây giờ nhìn lại lông thiên phượng cũng có ba con chân phượng thánh vương cấp a tùy tiện rút một cọng lông đuôi là được trong dương là cái gì loạn tinh nữ hoàng rất tò mò mở ra nhìn lăng hàn leo lên chiến xa đây là một vật phẩm cực kỳ cổ xưa hai bên tay cầm có đầy vết tích đều là do thần binh đánh ra có sát khí sôi trào lăng hàn cũng không dám nhiễm cẩn thận từng ly từng tí tách ra Hắn muốn thu cái dương vào trong hắc tháp vậy mặc kệ có nguy hiểm gì hắc tháp cũng có thể chấn áp nhưng vấn đề là cái dương này thật giống như cùng chiến xa hòa thành một mà chiến xa là ba con chân phượng làm cước lực muốn thu lấy vậy sẽ phải cùng nhau thu lấy ba con chân phượng đây là chuyện không thể nào tuy ba con chân phượng đã sớm chết nhưng trong thi thể vẫn như cũ có chấp niệm không tiêu tan bằng không không thể hoành hành ở trong tinh vũ sau khi cảm ứng được pháp quyết triệu hoán liền bay tới trừ khi ý chí của lăng hàn còn mạnh mẽ hơn ba con chân phược liền có thể mạnh mẽ thu lấy mà điều này hiển nhiên là không thể ta mở dương ngươi lui về phía sau một chút lăng hàn quay đầu nói với loạn tinh nữ hoàng lúc này nữ hoàng cũng không có nghe theo mà lấy ra viên gạch người mở vạn nhất có công kích nổ ra ta đến che chính là viên gạch ở tay thiên hạ ta có lăng hàn thấy nàng kiên trì cũng gật gật đầu có nữ hoàng thay hắn chặn một hồi Vạn nhất có nguy hiểm hắn vẫn có thể mang hai người vào hắc tháp. Hắn hạ thấp thân thể, đi mở dương, cái dương không thể chuyển, nhưng muốn mở ra hẳn dễ dàng hơn rất nhiều a. À. Thật nặng, lang Hàn nhe răng, hắn cảm giác được dương có chút buông lỏng, nhưng trầm trọng còn đáng sợ hơn thập vạn đại sơn, quả thực chính là một tinh cầu a. À. Hắn bạo phát toàn lực, nguyên lực, thể lực đồng thời vận chuyển, cái dương mới khẽ nâng lên một chút. Cái này cũng là hắn, bằng không biến thành người khác, cho dù có lực lượng như vậy cũng không được chỉ có thể kéo đứt đoạn tay của mình. Quá nặng, Dương mở ra một cái khe, có hào quang lóng lánh, thật giống như có một bí bảo kinh thế sắp xuất hiện trên đời. a à, Lăng Hàn bạo phát một tiếng giống to, toàn lực ra hết, lại nhấc Dương cái lên một chút. Lúc này, hắn cảm giác trong tay buông lỏng, cái Dương lại tự mình mở ra. Lăng Hàn lui về phía sau một bước, cùng loạn tinh nữ hoàng đứng chung một chỗ, mà nữ hoàng đại nhân thì dơ viên gạch lên thật cao, cẩn thận đề phòng. Vù, cái Dương mở ra, một đạo hào quang ngút trời, như mở ra một thần tàng tuyệt thế. Thật lâu sau, hào quang này mới dần dần nhạt đi, nhưng trong dương vẫn như cũ có ánh sáng phun trào, chỉ là không giống trước sáng rừng rực như vậy. Lăng Hàn cùng nữ hoàng không khỏi tới gần, muốn xem tỉ mỉ, thực sự là quá hiếu kỳ. Ồ, bọn họ phát ra tiếng kinh ngạc, bởi vì trong dương không phải bày đặt bảo vật gì, mà là một mảnh hỗn độn, căn bản nhìn không thấu. Cái này là cái quỷ gì? Mỗi đóa hoa là một thế giới, trong một dương này cũng là một thế giới. Sắc mặt lăng hàn quái lạ, di bảo của thiên hà vương lại lấy phương thức này hiện ra. Vào xem xem, loạn tinh nữ hoàng nhìn lăng hàn trưng cầu ý kiến. Được, lăng hàn gật đầu, hắn vốn là người có lòng hiếu kỳ to lớn, nếu đã đến một bước này, tự nhiên không có đạo lý lùi bước. Cẩn thận nên có là phải, lăng hàn lấy ra một con yêu thú trong hắc tháp, ném vào trong dương. Đây là một con trâu hoang, phần sau trước tiên đụng vào dương, lập tức như đá chìm đáy biển lõm vào, ở trong quá trình rơi tuy nó đang dễ giụa nhưng không có dáng vẻ bị thương gì chỉ là vô lực tránh thoát rất nhanh con trâu hoang này biến mất rồi lăng hàn lại ném vào hổ lang gì đó chủ nhân ta là tiểu đế người đừng ném ta vào a tu la ma đế cũng bị lăng hàn nắm ra hắn lập tức dọa trắng mặt vội vã lớn tiếng gọi thật sợ lăng hàn tiện tay vứt ra hắn nhát gan sợ chết đã không cho là nhục lăng hàn cười hì hì thử nhiều lần như vậy hắn có 99% nắm chắc chỉ ít quá trình tiến vào dương sẽ không gặp nguy hiểm, còn bên trong là cảnh tượng thế nào liền không biết. Vào xem xem, hắn đá ra một cước, tu la ma đế nhất thời lăn tiến vào, sau đó lăng hàn kéo nữ hoàng lên, cùng một chỗ nhảy vào trong dương. Vù, ở trong lực lượng hấp kéo không thể chống cự, ba người lăng hàn đã đi tới dưới chân một ngọn núi, phía trước là một đại sơn, nhưng trên đỉnh núi ấn lại một cái móng vuốt to lớn, bị chém nứt, còn có máu tươi đang tuôn ra, thật giống như chỉ mới hôm qua. Mà ở bên ngoài, một chiếc tinh thuyền lấy tốc độ thật nhanh tiếp cận đột nhiên dừng lại nhảy ra bảy người bảy người này đều là người trẻ tuổi anh khí bừng bừng bốn nam ba nữ nam anh tuấn nữ xinh đẹp tỏa ra khí tức đặc hữu của vương giả lão tổ suy tính quả nhiên không sai nơi này có cơ duyên lớn xuất thế một người thanh niên nói đó là tự nhiên lão tổ bói toán thiên hạ vô song a đây là bí bảo gì không biết nhưng nếu lão tổ để chúng ta đi một chuyến tất nhiên không đơn giản đây là ba con phượng vương, trời, ba con phượng vương làm cước lực, thật là bạo tay. Bí tàng như vậy, tất nhiên bất phàm, làm sao cái dương đã bị mở ra. Không sao, lão tổ nói rồi, cơ duyên ở trong dương, coi như có người giành trước một bước, lực lượng của bảy người chúng ta, dưới thánh nhân còn có đối thủ sao. Chỉ sợ có thánh nhân ra tay, chương 1610, nghèo điên rồi sao. Không thể, lão tổ đã che đậy thiên cơ, bảo tàng xuất thế cũng không sẽ khiến cho thánh nhân chú ý đây là có người vừa vặn đúng dịp đến nơi này. Hừm, không cần quan tâm nhiều, chúng ta lập tức đi vào. Có điều, xác của ba con phượng vương này, đừng nghĩ, thánh vương di thể tuyệt không phải chúng ta có thể mơ ước. Lần này tuy lão tổ suy tính ra có bí bảo xuất thế, nhưng vẫn có tính sai, nếu biết có ba con phượng vương tồn tại, e là ngay cả lão tổ cũng muốn tự thân xuất mã. Không sai, tuy lấy gốc gác của chúng ta, thánh vương bí tàng cũng chỉ như thế, nhưng vẫn tương đối có giá trị. Không đúng không đúng, ta đột nhiên nghĩ đến, ba con phượng vương làm vật cưỡi, đây chính là bí tàng của thiên hà vương trong truyền thuyết. Cái gì, lúc trước mấy đại cấm địa chúng ta vây công người kia? Có người nói cùng tiên vực có quan hệ, T, lần này lão tổ tính sai rồi, bí tàng của thiên hà vương A, vậy đừng nói lão tổ, ngay cả lão tổ cấp bậc bá chủ cũng muốn động lòng. Chúng ta làm sao bây giờ? Bảo tàng ngay ở trước mặt, há có đạo lý không lấy. Tuy lão tổ che đậy thiên cơ, nhưng thời gian có hạn. Đúng, Chúng ta trước tiên thu lấy bí bảo, bảy người đều cực kỳ hưng phấn, cái này càng là Thiên Hà Vương lưu lại bảo tàng trong truyền thuyết, có thể nói là một trong các bảo tàng có giá trị nhất toàn bộ thần giới, mỗi một vị bá chủ chân chính đều sẽ động tâm. Bọn họ vừa tiến vào trong Dương, cũng không cần cẩn thận như hai người Lăng Hàn, trước tiên phải thử một phen, bởi vì bọn họ được một vị đại nhân vật nói trước, biết cái này không có nguy hiểm. Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng cũng không biết có khách đến, ở bọn hắn nghĩ đến, vũ trụ lớn như vậy cho dù ba con phượng vương so sánh với đó cũng cực kỳ nhỏ bé, bị tinh thuyền đi ngang qua gặp phải gần như bằng không. Bọn họ nhìn trên đỉnh ngọn núi, cự trào kia hẳn thuộc về một loại yêu thú nào đó, bị đứt từ cổ tay, còn có máu tươi tuôn ra, cực kỳ sền sệt, đỏ như mã não, phản xả ánh sáng, lại có loại cảm giác mỹ lệ. Dù cho chỉ là một đoạn trào, vẫn như cũ làm cho người ta cảm giác nghẹn thở, hoàn toàn có thể tưởng tượng, chủ nhân của cái móng vuốt này cường đại cỡ nào có người nói thiên hà vương là gặp phải rất nhiều cường địch vây công mà chết vậy tất nhiên là một đám nhân vật mạnh mẽ nhất toàn bộ thần giới nhìn ba con chân phượng kia liền biết rồi có thể oanh giết chúng nó cần thực lực kinh người cỡ nào đi đi lên đỉnh nhìn lăng hàn nói nơi này không chỉ có một ngọn núi nhưng hiển nhiên ngọn núi trước mặt lăng hàn này là đáng chú ý nhất vì móng vuốt lớn kia thực sự quá đột xuất ba người leo núi vừa mới đi một bước lập tức cảm ứng được có sát khí đáng sợ vào tới lăng hàn cũng còn tốt nhưng nữ hoàng đại nhân không có thể phách mạnh mẽ như hắn, chỉ cảm thấy gió núi như đau, nguyên lực bản năng kích phát, hình thành một tấm chắn ở quanh người. cái này tất nhiên là bởi vì móng vuốt trên đỉnh núi gió thổi qua, mang theo một chút huyết vụ, làm cho gió núi cũng mang theo sát khí đáng sợ, lực sát thương kinh người. tu la ma đế thì trực tiếp phun ra một ngụm huyết bay ra ngoài. phải biết lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng đều bước vào hằng hà cảnh, mà kia chỉ là một đoạn chảo mà thôi cái này cũng làm cho nữ hoàng đại nhân như gặp đại địch, bởi vậy cũng có thể thấy được này chào chủ nhân ở khi còn sống mạnh mẽ đến cỡ nào. Lăng Hàn thu tu la ma đế vào hắc tháp, cùng nữ hoàng dọc theo sơn đạo mà đi. Sơn đạo cũng không gồ ghề, do kim loại không biết tên lát thành, một đường kéo dài tới trên đỉnh ngọn núi, trên đó có một tòa cung điện, nhưng chính là mục tiêu công kích của cự trảo, đã bị phá hủy hơn nửa. Ồ, Lăng Hàn sướng sờ, không khỏi ngồi xổm xuống. Đây là thần thiết cấp 16, cấp 16A, chỉ thiếu chút nữa liền thành thánh liệu, nhưng lại lấy ra làm bậc thang, cái này cần xa xỉ cỡ nào a. À. Lăng Hàn giật mình, sau đó cười to, tiên ma kiếm của hắn cần nuốt trừng thần thiết cấp cao mới có thể lên cấp, tuy hiện tại còn dùng không được cấp 16, nhưng sau này luyện hóa nhiều như thế, đủ để một hơi từ cấp 16 lên tới cấp 17 a. Thoải mái, hắn bắt đầu cậy bậc thang, lấy đi cả núi là chuyện không thể nào, nhưng cậy bậc thang lên lại lấy đi liền không hề khó khăn. Cũng chỉ có người thể phách mạnh mẽ như hắn mới có thể một bên chống cự gió núi đáng sợ, một bên đào bậc thang, tuy nữ hoàng đại nhân muốn giúp đỡ, nhưng rất nhanh vất vả đến đợi ở một bên, nguyên lực căn bản không đủ dùng. Ngươi nghỉ ngươi đi, ta tới. Lăng Hàn cười nói, loại việc nặng này hắn cũng không nỡ để thê tử làm a. À. Hiện tại hắn cực kỳ hưng phấn, làm đến không còn biết trời đâu đất đâu, hiện tại tiên ma kiếm như một cái động không đáy, có thể bổ sung một khâu liền để hắn sướng đến phát rồ rồi. Đáng tiếc a, à, tại sao không có thần thiết cấp một chứ? Hiện tại những thần thiết này ta chỉ có thể thu nhìn, còn không cần a." À. Hắn một bên đào, một bên nói thầm, đây là được tiện nghi còn ra vẻ. Nữ hoàng đại nhân không khỏi che miệng cười, thân thể mềm mại run rẩy, phong tình vạn trùng. Nhưng vào lúc này, hai người đồng thời ngẩn ra, phát hiện nơi này đột nhiên có thêm vài đạo khí tức. Bọn họ nhìn về phía dưới chân núi, chỉ thấy nơi đó đột nhiên xuất hiện bảy người, đều là nam nữ trẻ tuổi, anh khí bừng bừng như chân long chân phượng. Phượng nhi, Lăng Hàn ngừng lại, lộ ra một tia sát ý, không cần xuất sắng, muội muội thân ở dưới sự bảo vệ của ba vị chân phượng thánh vương cấp, ngay cả đại thánh đến cũng không nhất định có thể tổn thương nàng. Nữ hoàng đại nhân lập tức an ủi, lăng hàn gật gù, hắn là quan tâm quá sẽ bị loạn. Những người này cũng tới quá khéo đi, hắn nói, hằng hà cảnh không có năng lực áp sát chiến xa do ba con phượng vương kéo đi, bởi vậy, bọn họ khẳng định là vừa vặn đi ngang qua nơi này, cái vừa vặn đến này quả thực. Lăng Hàn tiếp tục đào móc, Hàng ha hà cảnh mà thôi, hắn cũng không có để ở trong lòng. Bảy người phía dưới bắt đầu lên núi. "Ô, đường này thật hư hoại, có người ai oán nói, thật giống như bậc thang bị người đào đi rồi, làm sao có khả năng?" Chương 1611, Bát Thạch cấm địa. Mấy tên nữ tử dồn dập lắc đầu, "Muốn cướp cũng là cướp cung điện trên kia a, à? ai sẽ đánh chủ ý bậc thang, đây cũng quá điên đi. Hơn nữa, lúc trước công kích nơi này có lão tổ của bọn họ, nào có tầm mắt thấp như thế?" ngay cả bậc thang cũng cướp, nghèo điên rồi sao? Đúng, hẳn là trong chiến đấu phá hoại, nam tử khác cũng dồn dập gật đầu. Chỉ là, nhìn dáng dấp kia cùng trong chiến đấu anh phá tranh lệch có chút lớn A, à, tuy năm đó lão tổ của bọn họ hạ thủ, nhưng rõ ràng không thể đắc thủ, làm sao có thời giờ ngay cả bậc thang cũng chuyển. Quái lạ, thực quái lạ, bọn họ tiếp tục lên núi, rất nhanh thì nhìn thấy Lăng Hàn đang cực khổ đào móc, trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt của bọn họ đều trừng ra, miệng dương thật to. Dựa vào, thật sự có người nghèo đến điên như vậy a à, ngay cả bậc thang cũng không buông tha. Người ở trong vùng hẻo lánh nào đi ra, nghèo điên rồi sao, ngay cả bậc thang cũng đào. Cũng quá không va chạm xã hội đi, không thấy trên đỉnh có một tòa cung điện sao. Bên trong dấu đồ vật khẳng định đáng giá hơn đồ vật ngươi đào hiện tại a à, người cái này là thiếu thông minh đến trình độ nào. Tầm nhìn hạn hẹp, trong nháy mắt, bảy người liền dán lên cho lăng hàn một cái nhãn mắt nhà quê, chỉ có người như vậy mới thấy bậc thang kim sáng lòe lòe cũng muốn đi đào tuy bọn họ cũng có chút động lòng, thần thiết cấp 16A, lát thành một cái sơn đạo, cái thủ bút này, trà trà, quá kinh người. Bọn họ đối kháng gió núi đáng sợ, rất nhanh tiếp cận mà tới. Ô, ưng, sách, thời điểm thấy loạn tinh nữ hoàng, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh diễm, ngay cả ba tên nữ tử cũng há miệng nhỏ, trợn tròn cặp mắt, tuy các nàng tự phụ tuyệt sắc, lẫn nhau cũng không phục, nhưng ở trước mặt nữ hoàng đại nhân, không thể không bái phục chịu thua. Tranh lệch này không phải một chút xíu, muốn không thừa nhận cũng không có cách nào. Bốn tên nam tử càng không thể tả, có hai người càng chảy ra nước miếng, làm quần áo ướt nhẹp, thật giống tiểu tử ngốc lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân. Trên đời này làm sao có khả năng có mỹ nhân như thế, một cái nhíu mày một nụ cười cũng hoàn mỹ như vậy. Khạc, một thanh niên trước tiên tỉnh hồn lại nói, tại Hạ Hồ Sán, những người này đều là tộc đệ cùng tộc muội của Hồ Mỗ. Có thể ở trong tinh hải minh mông gặp gỡ, nói rõ chúng ta hữu duyên không bằng cùng một chỗ thăm dò bí cảnh này được không? Nghe được lời này của hắn, ba nam tử khác đều lộ ra vẻ hưng phấn, mà ba nữ tử thì sầm mặt lại, các nàng ở trước mặt nữ hoàng tự ti mặc cảm, đương nhiên không muốn hết thảy lực chú ý đều bị nữ hoàng hấp dẫn đi. Theo lý mà nói, trong một tòa bí cảnh lai lịch kinh người như thế xuất hiện người ngoài, phản ứng đầu tiên hẳn là giết người diệt khẩu mới đúng, ai bảo nữ hoàng đại nhân quá đẹp, để tâm can của bọn họ hóa nước, lại đưa ra kiến nghị liên thủ tìm tòi loạn tinh nữ hoàng lười nói chuyện lực chú ý của nàng chỉ ở trên người lăng hàn những người khác không nhìn ánh mắt của lăng hàn đảo qua hắn đã gặp qua hàng hà tiểu cực vị đến đại viên mãn bởi vậy cho dù tu vi của đối phương cao hơn mình hắn vẫn có thể thông qua kinh nghiệm phán đoán tu vi của đối phương trong bảy người này lấy hồ sán tu vi đứng đầu đạt đến đại viên mãn đỉnh cao cái này có khả năng cực cao là một bá chủ trẻ tuổi không thua nhậm phi vân kỳ thiên hắn có chút kinh ngạc trong vùng tinh không này đều lấy tinh xa đại thánh làm đầu, vậy có vương giả trẻ tuổi đều phải bái ở tinh xa vũ viện mới đúng. Nhưng bảy người này, Lăng Hàn vô cùng xa lạ, hơn nữa, cũng không có thấy trên y phục của bọn họ có tiêu ký của tinh xa vũ viện, không thể là sư huynh sư tỷ ở một triệu năm, 2 triệu năm trước bái vào. Hơn nữa, bảy người này cũng quá trẻ tuổi, cách biệt một hai triệu tuổi vẫn có khác nhau rất lớn, lấy Lăng Hàn phán đoán, bảy người này phải không tới trăm vạn tuổi. Không tới trăm vạn tuổi, nhưng có một hàng hà cảnh đại viên mãn, hai đại viên mãn sơ kỳ, ba đại cực vị, một cái trung cực vị, cái đội hình này có chút đáng sợ. nơi nào có thể bồi dưỡng được nhiều thiên tài đỉnh cấp như vậy? Lam Hàn Thầm nghĩ nói, không cần, mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Bảy người hồ sán nhất thời lộ ra vẻ không vui. ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Thiên Hà Vương lưu lại bí cảnh, nếu như tin tức truyền đi, đừng nói chút hàng hà cảnh như bọn họ, ngay cả tiểu thánh, trung thánh thậm chí đại thánh cũng không có tư cách đi vào đây là sân khấu của Thánh Vương. Hiện tại, bọn họ lòng tốt 12 người này cùng một chỗ thăm dò, một mặt là vì mặt mũi của nữ hoàng, mặt khác cũng là nhét hai người vào mí mặt, sau khi kết thúc nhất định phải mang về cấm địa. Đùa giỡn, bọn họ được di bảo của Thiên Hà Vương, tin tức như thế có thể truyền đi sao? Đây không phải sẽ đưa tới cấm địa khác tranh cướp sao, phải biết lúc trước sở dĩ rất nhiều cấm địa lão tổ muốn vây công Thiên Hà Vương, còn không phải là vì tàng bảo nơi này sao? Cho thể diện mà không cần, tiểu tử, người quá không có ánh mắt, hằng ha cảnh trung cực vị duy nhất đi ra, hắn gọi hồ binh. Cũng thật là một nhà quê, căn bản không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Đây chính là bí tàng của thiên hà vương, người có thể đi vào chính là phúc phận rất lớn, còn muốn chia một chén canh. Đám người hồ sán không có ngăn cản, dưới cái nhìn của bọn họ, hồ binh một người liền có thể trấn áp đôi nam nữ này, chỉ cần đừng làm bị thương mỹ nhân tuyệt sắc kia là được. Lăng Hàn kinh ngạc, bảy người này biết bảo tàng của thiên hà vương. Bọn họ biết tình huống của nơi này, vậy liền nói rõ, bọn họ không phải ngẫu nhiên đi tới nơi này. Lăng Hàn không khỏi bắt đầu hứng thú nói, "Các ngươi từ đâu đến?" Chúng ta, Hồ binh nguyên bản là xem thường cùng Lăng Hàn phí lời, nhưng nữ hoàng đại nhân đẹp đến bạo cũng dùng ánh mắt nhìn sang, có ý hiếu kỳ, nhất thời để hắn nhiệt huyết kích động, muốn khoe khoang một hồi, mở miệng nói, "Chúng ta đến từ Bát Thạch Cấm Địa." Bát Thạch, Cấm Địa, thứ đầu gì? Lăng Hàn nhìn nữ hoàng một chút, nữ hoàng khẽ lắc đầu, biểu thị xưa nay chưa từng nghe nói. Hắn liền cố ý kích tướng, cái gì bát thạch cấm địa, vừa nghe chính là địa phương không đứng đắn, không sinh ra được cao thủ, tất cả đều là một đám nhà quê. Chương 1612, liền ăn hai thiệt thòi. Quê mùa, nhà quê, lần này bảy người hồ sán đều giận, ai là nhà quê? A, à, ai là nhà quê? Hiện tại người đang đào bậc thang trên đất là ai? A, à, mình mới là nhà quê to lớn nhất, lại dám nói người khác. Hồ Binh không nhịn được nói, người cái ếch ngồi đáy giếng này, đương nhiên không thể nghe nói qua cấm địa. Phải biết, cấm địa chúng ta vạn cổ trường tồn, lúc trước khởi nguyên càng là đến từ. Hồ Binh, sáu người hồ sán đồng thời hét lớn, ngăn cản Hồ Binh tiếp tục nói. Lúc này sắc mặt Hồ Binh mới trắng nhợt, chỉ vào Lăng Hàn nói. Ngươi dám gạt ta, hắn nguyên bản không dễ dàng bị kích như thế, ai bảo nữ hoàng đại nhân ở bên cạnh, làm người ta thông minh giảm xuống vô hạn A. À. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói nói là tự ngươi nói ta có buộc ngươi sao nói tiếp a à, cấm địa khởi nguyên đến từ phương nào không có quan hệ gì tới ngươi hồ sán núi liền miệng vị cô nương này xin lỗi bảo tàng của thiên hà vương quá mức kinh người chúng ta nhất định phải bảo đảm tin tức tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài kính xin phiền phức hai vị ở bên người chúng ta chờ phong thanh qua hai vị tự nhiên có thể tự do nói thì nói như thế nhưng trong lòng hắn đánh tự nhiên là bản tính khác nam kia tùy tiện nghĩ một biện pháp giết chết là được mà nữ, người cô đơn, không chỗ nương tựa, vậy còn không dễ dàng tiếp cận sao? Nhìn nữ hoàng đại nhân tuyệt mỹ, ngay cả vương giả trẻ tuổi sắp tiếp cận thánh cấp như hắn cũng không nhịn được tim đập nhanh hơn, nuốt nhiều mấy ngụm nước miếng. Quá đẹp, nhất định phải ở trước khi về quyết định, bằng không trong gia tộc còn có một vị bá chủ trẻ tuổi, rất sớm liền bước vào thánh cảnh, nếu như đối phương cũng coi trọng, hắn nào có tư cách tranh giành. Muốn giam lỏng hai người mình, lang Hàn chuyển động ý nghĩ nói, chúng ta đến từ Đại Lăng Cấm Địa, hắn quyết định lại gạt những người này đại lăng cấm địa chưa từng nghe nói a à, có một cấm địa như thế sao đám người hồ sán hai mặt nhìn nhau đều dồn dập lắc đầu biểu thị xưa nay chưa từng nghe nói một nơi như vậy hư loại nhà quê như ngươi cũng có khả năng đến từ cấm địa hồ binh hừ nói nào có người từ cấm địa đi ra chưa từng va chạm xã hội như thế bầy dưa hấu không lấy lại nhìn chằm chằm bậc thang giống như hạt vừng hạ thủ người có xấu hổ hay không a à? nhưng ý nghĩ của lăng hàn lại khác cái bảo tàng này đều là của hắn, vậy hắn từ chỗ nào bắt đầu ai quản được. Ngay cả đại lăng cấm địa cũng chưa từng nghe nói, các người cũng quá quê mùa đi. Lăng hàn châm biếm, cùng đại hắc cầu luyện ra miệng, há có thể không sắc bén. T, người này, bảy người hồ sán đều tức điên, rõ ràng không có cấm địa này, người khẳng định là giả mạo, lại còn nói bọn họ quê mùa. Không nên cùng hắn quấy nhiễu, hồ sán uy nghiêm đáng sợ nói. Được rồi, hồ binh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lăng hàn, khóe miệng mang theo một nụ cười gần. Nói hưu nói vượn hắn không được, nhưng giao thủ là công phu chân thực, người thổi hay có thể thổi ra một mảnh trời sao. Hắn ra tay, một quyền đánh tới lăng hàn, nguyên lực ngưng tụ, hóa thành một thạch quyền, nhưng uy lực nhỏ đến đáng thương, nhiều nhất chỉ là hàng hà cảnh tiểu cực vị. Làm sao sẽ thấp như thế? Rất đơn giản, gió núi nơi này có lực phá hoại đáng sợ, nhất định phải lấy nguyên lực bảo vệ bản thân, bằng không thân thể sẽ bị cắt rời. Đây là một loại quy tắc lực lượng, bởi vậy, gặp mạnh càng mạnh, rõ ràng tu vi của bảy người bọn họ tranh lệch rất lớn, nhưng cơ bản cũng phải toàn lực ứng phó. Nhưng ta yếu địch cũng yếu, bởi vậy hắn tự tin cho dù chỉ nổ ra công kích của tiểu cực vị cũng có thể trọng thương lăng hàn, thậm chí giết chết đối phương. Đối phương cũng chỉ là tiểu cực vị, hơn nữa, hằng hà cảnh bình thường nhiều nhất chỉ nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp 2 ba tinh. Hiện tại cách nhiều như vậy, Lăng Hàn lấy cái gì ngăn cản? Sáu người hồ sán thì lại dồn dập hai tay ôm ngực, có vẻ vô cùng ngạo nhiên. Bọn họ là vương giả từ cấm địa đi ra, ngoại trừ thiên kiêu trẻ tuổi của cấm địa, trên đời này ai có thể ngang hàng. Không có, tuyệt đối không có. Lăng Hàn rất tùy ý liếc mắt nhìn, một chỉ điểm ra, sau đó lại bắt đầu đào bậc thang, hắn bận vô cùng a. À. Hồ Binh tức giận đến tóc dựng lên, đây cũng quá hung hăng đi, chúng ta là chiến đấu a, à, người lại còn đào, rất con mụ nó, người đào ít một hồi sẽ chết sao. Đã như vậy, người liền đi chết đi, hắn thúc đẩy thạch quyền, chân áp tới Lăng Hàn. Lăng Hàn vẽ ra chỉ tay hóa thành một đạo kiếm khí, chém ở trên thạch quyền, nhất thời ánh kiếm đi vào, thạch quyền bị mạnh mẽ vót ra, lập tức thay đổi phương hướng oanh kích, phân từ hai bên trái phải Lăng Hàn xẹt qua, không có tạo thành một chút thương tổn. Nhưng tia kiếm khí kia còn vót về phía hồ binh, tựa hồ uy lực không có gặp phải suy yếu mảy may. Hồ binh kinh hãi, ở tình huống bình thường, hắn đương nhiên không sợ công kích của hàng hà cảnh tiểu cực vị, nhưng vấn đề là hiện tại hắn tiêu tốn lượng lớn nguyên lực ở trên phòng ngự gió núi, vừa nãy lại lấy ra dư lực tiến công, không cách nào lại thêm lực phòng thủ a. Đòn đánh này tuy không mạnh, nhưng vừa vặn là một cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà. Hừ, một cô gái ra tay, thủ trưởng thò ra, hóa thành một bàn tay giống như ngọc thạch che ở trước mặt Hồ binh. Cảm ơn Tĩnh tỷ, Hồ binh cực kỳ cảm kích, nhưng lời còn chưa dứt, kiếm khí đã chém tới, bàn tay ngọc thạch nát tan, tiếp tục chém về phía Hồ binh. Phốc, đòn đánh này hắn căn bản không ngờ, vốn tưởng rằng có Hồ Tính ra tay khẳng định hóa giải nên chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích đánh tới chém ở trên ngực của hắn một tia máu tươi lập tức nổi lên hắn bị chấn bay ra ngoài binh đệ sáu người đồng thời kêu lên dồn dập chạy đi tiếp được hồ binh ta không có chuyện gì hồ binh nguyễn cưỡng nói tuy đòn đánh này của lăng hàn rất lợi hại nhưng bị ngăn cản hai lần uy lực cũng giảm mạnh rất nhiều tự nhiên không thể tạo thành tổn thương quá lớn với hắn chủ yếu là gió núi nơi này quá lợi hại bằng không hắn là không sợ đòn đánh này sắc mặt sáu người hồ sán đều khó coi, bọn họ vốn tưởng rằng có thể dễ dàng chấn áp con dế nhũi kia, kết quả ngược lại là hồ binh bị một đòn oanh tổn thương, để bọn họ rất bất ngờ, trên mặt càng không nhịn được. chương 1613, Lai Lịch Cấm Địa Thượng Quái lạ, rõ ràng mọi người đều bị gió núi ảnh hưởng, mỗi người không cách nào phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, một tiểu cực vị mà thôi, làm sao lợi hại như vậy. Lẽ nào đối phương thực sự là người của Đại Lăng Cấm Địa gì? Nếu không, Nơi nào dậy ra thiên tài mạnh như thế? Đúng là coi thường ngươi." Hồ Tĩnh trước ra tay giải vây đứng dậy, trên mặt có vẻ tức giận, nàng đã ra tay rồi, nhưng vẫn không thể nào bảo toàn hồ binh, để trong lòng nàng sinh tức giận. Lăng Hàn không có để ý tới, tiếp tục đào bậc thang. Đây là miệt thị cỡ nào? Thời khắc này, Hồ Tĩnh thật sự có kích động muốn giết người. Loạn Tinh nữ hoàng đứng dậy nói, "Phu quân nhà ta không đếm xỉa tới ngươi, ta cùng ngươi qua hai chiêu." Ánh mắt của Hồ Tĩnh thâm độc, nàng vốn là hận loạn tinh nữ hoàng đoạt danh tiếng của mình, lại thêm ở trên người lăng hàn bị tức, vừa vặn chút lên người nữ nhân này. Nàng sẽ không giết đối phương, mà muốn ở trên mặt của đối phương lưu lại vết thương đại đạo lau không đi, làm cho đối phương vĩnh viễn biến thành một kẻ xấu xí. Xem người còn dám cợt nhã làm dáng không, nàng trực tiếp ra tay, khẽ quát một tiếng, ngọn núi ầm 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 vang lên, vô số đá từ dưới nền đất thỏ ra, như từng thanh trường mâu, đâm xuyên về phía loạn tinh nữ hoàng. Nữ hoàng đại nhân không phải là lăng hàn, không có thể phách kinh người, ở đây đồng dạng phải bị hạn chế to lớn, nhưng nàng còn có một khối thái sơ thạch, đây chính là thần khí có thể hóa giải tất cả công kích. Nàng xông ra ngoài, oành 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 oành, viên gạch bay qua, tất cả đều nát. Một đại mỹ nữ lại cầm một cục gạch, đây nhất định không ra ngô ra khoai, nhưng nữ hoàng đẹp là nghiền ép tất cả, cho dù vung vẩy viên gạch cũng đẹp đến nổi bong bóng, khiến người ta tâm thần thoải mái. Nàng trực tiếp xiết tới, một viên gạch đập lên mặt hồ tính, ở gió núi ảnh hưởng, hồ tĩnh làm sao chặn, đùng, liền bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm nằm trên đất. Lần này nàng bị thương còn nghiêm trọng hơn hồ binh nhiều, là được người nâng dậy, trên mặt thình lình ấn vài chữ tiên tổ văn tâm, rất chọc người ta cười. Nhưng đám người hồ sán lại không hề có ý cười, bọn họ nhìn chằm chằm viên gạch trong tay nữ hoàng, dồn dập nhíu mày. Thái sơ thạch, hồ sán trầm giọng nói, nữ hoàng đại nhân không để ý tới, nàng không có nghĩa vụ trả lời bất luận người nào, người ta kiêu ngạo yêu kiểu A không sai được nhất định đúng là thái sơ thạch ngoại lực không tổn thương lại có khắc truyền văn tất là thái sơ thạch một cô gái rất khẳng định nói nàng gọi hồ thư ngữ tu vi đại viên mãn sơ kỳ đoạt lại những người khác đều là hai mắt phát sáng đừng xem thái sơ thạch không có tác dụng gì quá to lớn nhưng bởi vì đặc tính không hư này có lúc cũng sẽ dùng để ghi chép một ít bí mật mới có thể đời đời truyền thừa bởi vậy trong thái sơ thạch có khả năng bao hàm bí pháp kinh người lùi một bước mà nói cho dù không có thái sơ thạch ở thần giới cũng bất phàm, có thể trở thành trí bảo phòng ngự. Nhưng vấn đề là, gió núi nơi này quá mạnh, áp chế tu vi của bọn họ rất lớn, đã như thế, nữ hoàng đại nhân nắm giữ thái sơ thạch liền uy vũ, làm sao thắng được nàng. Không phải bọn họ không mạnh, mà là hoàn cảnh nơi này quá thiên vị nữ hoàng đại nhân. Đi, chúng ta trước tiên đi chỗ khác, chỉ cần bọn họ xuống núi, chúng ta liền bắt bọn họ. Hồ Sán quyết định thật nhanh, cho dù hắn là đại viên mãn đỉnh cao cũng không có nắm chắc ở chỗ này bắt được lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng đặc biệt là lăng hàn quá quái lạ thật giống như căn bản không bị gió núi ảnh hưởng ai 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 đi cái gì chứ lăng hàn đứng lên đang hàn huyên vui vẻ tại sao có thể ra đi không lời từ biệt ai hàn huyên vui vẻ với ngươi rất quen sao hồ sán lắc đầu không cần để ý hắn lùi không tranh khí nhất thời ở đây khai chiến bọn họ quá chịu thiệt bảy người muốn đi nhưng lăng hàn lại tung người ngăn cản đường lui của bọn họ không cho bọn họ xuống núi nhìn thấy lăng hàn từ đỉnh đầu xẹt qua bảy người không không biến sắc người biến thái a gió núi nơi này nắm giữ lực phá hoại đáng sợ bọn họ ngay cả đi nhanh cũng không dám bằng không gió núi thắt qua bọn họ sẽ thương tích khắp người trực tiếp bị cắt chết cũng có thể cái này cũng là nguyên nhân tại sao trước đó hồ binh hồ Tính sẽ bị oanh chúng không dám trốn a nhưng lăng hàn lại có thể từ trên đầu bọn họ phóng qua chỗ cao không chỉ gió càng to lớn hơn, tốc độ cũng nhanh a à, nhưng mà lăng hàn yên lành đứng đó một chút tổn thương cũng không có điều này làm cho bọn họ ra đầu tê dại cái tên này tu chính là công pháp gì sức phòng ngự đáng sợ như vậy lẽ nào thật sự là biến thái của một cấm địa nào đó bọn họ nguyên bản chắc chắc không có đại lăng cấm địa nhưng hiện tại lại không khỏi dao động dù sao số lượng cấm địa nhiều lắm bọn họ không có nghe nói một hai cái trong đó cũng bình thường nói không chắc người ta khá khiêm tốn a à. Lang Hàn cười nói, mọi người đều là huynh đệ tỉ muội từ cấm địa đến, ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Bảy người hồ sán đều thầm lắc đầu, thật muốn nhét một câu tán gỗ muội muội người trở lại, nhưng thân phận địa vị của bọn họ tự nhiên là xem thường nói thô tục như thế. Hồ sán dù sao cũng là lãnh tụ trong bảy người, liền mở miệng nói. Nếu cùng là huynh đệ của cấm địa, lúc nào không thể tán gẫu Không bằng tới bát thạch cấm địa chúng ta ngồi một chút. Ngươi dám đáp ứng sao? Đi tới cũng đừng trở về, mặc ngươi có bí mật động trời cũng phải đàng hoàng giao ra tốt cho sau đó liền đi chỗ các ngươi làm khách có điều ta không quen bát thạch cấm địa không bằng các ngươi trước tiên giới thiệu cho ta đi lang hàn cười nói nói trắng ra hắn chính là muốn biết lai lịch của bát thạch cấm địa bảy người này rất trâu bò rất không coi ai ra gì a à. nếu như không có thực lực mạnh mẽ đây nhất định là hành vi ngốc bức nhưng bảy người đều là hàng hà cảnh vậy liền không phải ngốc bức mà là hậu trường thật rất cứng Hồ Sán đối trọi gay gắt nói, ta cũng chưa từng nghe nói đại lăng cấm địa, không bằng vị huynh đệ này cũng nói cho chúng ta một chút. Người của hai bên đều cười híp mắt, dáng dấp vô cùng khách khí. Trong lòng lăng hàn hơi động nói, lúc trước trong những người vây công thiên hà vương, sẽ không phải có bát thạch cấm địa chứ. Bằng không, những người này làm sao có khả năng vừa vặn xuất hiện. chương 1614, Lai lịch cấm địa hạ. Cái này cũng thật là chó ngáp phải ruồi, hắn đoán đúng, nhưng quá trình hoàn toàn sai, bất quá không có quan hệ chỉ cần kết quả đúng là được bảy người hồ sán hơi biến sắc bí bảo của thiên hà vương quan hệ quá to lớn hiện tại bọn họ hối hận kỳ thực phải lưu một người trở lại báo tin tức nhưng ấn tình huống lúc đó ai sẽ sẵn lòng trở lại trước tiên tiến vào bí cảnh nhất định có thể được chỗ tốt lớn nhất không cần bảy người thừa nhận lang hàn xem vẻ mặt của bọn họ liền biết tuy bảy người này thực lực rất mạnh nhưng hiển nhiên không có ở bên ngoài lang bạt quá lâu lòng giả không sâu nghĩ cái gì đều bày biện ở trên mặt trong lòng hắn suy nghĩ lúc trước thiên hà vương là gặp phải rất nhiều cường giả vây công mà bên ngoài có thi thể của ba con phượng vương vậy lúc trước vây công thiên hà vương tất nhiên đều là đại nhân vật thánh vương cấp đều đạt đến trình độ này bọn họ còn có cái gì theo đuổi tiến vào tiên vực vĩnh sinh bất tử nhưng người của thần giới làm sao có khả năng biết tiên vực tồn tại lại như tinh sa đại thánh vô tương thánh nhân đều cho rằng võ đạo đỉnh cao chính là thánh vương bất luận người nào cũng chạy không thoát quy tắc cơ bản nhất của thiên địa. Sinh lão bệnh tử, vì lẽ đó, chỉ có một khả năng, Lăng Hàn gật gù nói, các người đều là bị tiên vực trục xuất a. À, lời này vừa nói ra, đám người hồ sán lập tức kích động. Nói láo, chúng ta làm sao có khả năng bị trục xuất? Là tiên vực có mấy thế lực phản loạn, chúng ta chiến bại, mới bị ép rời tiên vực. Chúng ta nhất định sẽ trở lại tiên vực, cầm lại tất cả thuộc về chúng ta. Những người này đỏ mắt lên nói, hiển nhiên bình thường vẫn bị truyền vào lý niệm như vậy, mới sẽ vừa nhắc tới liền nhiệt huyết sông lên đầu. Lăng Hàn cười hì hì nói, không nên kích động, nói chuyện cẩn thận, Hừ, tuy ngươi dụ chúng ta, nhưng chuyện này đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Hồ Sán lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, nếu ngươi biết tiên vực, vậy cũng là người bị hại lúc trước. Lúc này, hắn thực tin tưởng Lăng Hàn là ở đại lăng cấm địa gì đó, bằng không ngoại trừ cấm địa, ai còn sẽ biết có tiên vực tồn tại, đặc biệt còn nói ra lúc trước phát sinh náo động lớn. Lăng Hàn thật muốn giới thiệu cổ đạo nhất cho bọn họ quen biết một chút, kia là người trực tiếp từ tiên vực đi ra, những người này cũng phải kêu một tiếng lão tổ A. À". Vậy hắn cùng cổ đạo nhất cũng coi như là sư huynh đệ trên danh nghĩa, những người này cũng nên gọi mình lão tổ. Hắn ở trong lòng nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười cổ quái, để bảy người hồ sán đều cảm giác trong lòng chít bông, cả người không khỏi sinh ra ý. Lang hàn ý. Lăng Hàn ho khan một cái nói, bát thạch cấm địa các ngươi có mấy tên thánh vương hắn rất tò mò thực lực của một cấm địa lúc trước có vô số người bị đuổi ra tiên vực có chính là cả tộc bị đuổi cái này liền có thể hình thành cấm địa hiện tại bởi vì có võ đạo truyền thừa hoàn chỉnh có lại bị diệt tộc chỉ có một hai tộc nhân lẻ tẻ chạy trốn tới thần giới kia chính là lai lịch của thượng cổ thiên tộc tỷ như loạn tinh nữ hoàng chỉ có thể dựa vào huyết mạch truyền thừa dĩ nhiên là yếu hơn rất nhiều hư muốn tìm hiểu ngọn nguồn của chúng ta hồ sán cười gần có điều nói cho ngươi cũng không sao bát thạch cấm địa chúng ta chính là số một số hai ở trong hết thảy cấm địa. Hắn không cụ thể nói bát thạch cấm địa có bao nhiêu thánh vương, nhưng tin tưởng số lượng này tuyệt không chỉ một cái. Lang Hàn cười nói, cái bí cảnh này quan hệ trọng đại, vì lẽ đó phiền phức các ngươi những ngày này đều ngoan ngoãn theo ta đi. Sắc mặt bọn người hồ sán khó coi, trước bọn họ muốn giam lỏng Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng, nhưng chỉ chớp mắt, vị trí song phương lại trao đổi, để bọn họ làm sao chịu nổi. Người muốn giam cầm chúng ta, hồ tĩnh lạnh lùng nói ha ha làm gì nói khó nghe như vậy lang hàn lắc đầu cười nói có điều các người muốn cho rằng như thế cũng có thể hiểu như vậy sắc mặt của hồ sán lạnh lẽo nói vậy cũng chỉ có chiến một trận lang hàn cười còn nói muốn chiến vậy liền đánh đi ở dưới hoàn cảnh này hắn đúng là không sợ hằng hà cảnh đại viên mãn ngay cả cường giả cực cảnh đến hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận hồ sán hít một hơi thật sâu các hạ người cũng quá coi thường chúng ta thật sự cho rằng hoàn cảnh của nơi này gây bất lợi cho chúng ta chúng ta liền một chút biện pháp cũng không có sao hừ chúng ta chỉ là không muốn đánh đổi quá nhiều mà thôi thế nhưng nếu ngươi nhất định phải khiêu khích liền để ngươi tự thực ác quả hắn vận chuyển một môn bí thuật nhất thời đùng 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 bắp thịt của hắn từng khối từng khối phồng lên quần áo phá nát hiện ra một bộ thân thể tất cả đều là nham thạch tạo thành hình thể của hắn cũng lớn lên gấp ba bốn lần tuy không còn quần áo nhưng nếu một tượng đá mặc quần áo mới khiến người ta thấy kỳ lạ a à? Kha kha, sán tộc huynh tu bát thạch thuật đến tầng thứ hai, một khi vận chuyển, thể phách vô địch. Một cô gái nói, tràn ngập vẻ hâm mộ, đây chính là bí pháp mạnh nhất của bát thạch tộc, cũng là căn cơ, tuy mỗi người đều được truyền thụ, nhưng phổ biến chỉ là học tầng thứ nhất mà thôi, tầng công pháp thứ hai yêu cầu quá cao, toàn bộ bát thạch cấm địa cũng không có mấy người tu thành. Hồ Sán là một người trong đó, bởi vậy, hắn quả thật có tư cách kiêu ngạo môn bí pháp này vừa vận chuyển gió núi uy hiếp hắn lập tức giảm nhiều để hắn có thể rút ra càng nhiều lực lượng đặt ở trên tiến công có điều vận chuyển môn công pháp này vốn cần tiêu hao một ít nguyên lực lại thêm gió núi uy hiếp cũng không có tiêu trừ hắn nhiều lắm có thể dùng ra một nửa thực lực dưới cái nhìn của hắn một nửa thực lực còn chưa đủ sao bắt lại cho ta hồ sán ra tay thân hình phóng về phía lăng hàn như một con trâu hoang sông tới bát thạch thể bí thuật của tiên vực lăng hàn không sợ cùng mình so thể phách, ngươi là nghĩ không ra đến cỡ nào a? À. Hắn cũng cất bước, nỗ lực đâm về phía hồ sán. Muốn chết, hồ sán lạnh rên một tiếng, hắn không ngại đánh giết Lăng Hàn a, à, ngược lại lưu một người tìm hiểu tình huống liền được rồi. Hơn nữa, Lăng Hàn lại không phải mỹ nữ, hắn nào cần hạ thủ lưu tình. Hắn nổ ra một quyền, nắm đấm có từng thạch nhận xông ra, cực kỳ sắc bén, cắm vào trán của Lăng Hàn. Chương 1615, kiếm thánh liệu, dưới một đòn, liền để người hình thần câu diệt. Lăng Hàn cũng nổ ra một quyền, nhưng kiếm ý lưu chuyển, bay ra một con huyết nha. Nếu như có người bát viện ở đây, tất nhiên sẽ kinh kêu thành tiếng, bởi vì con huyết nha này so với huyết nha trận bình thường lớn hơn mấy trăm lần, cái này vẫn là huyết nha sao, rõ ràng chính là cự cầm A. Huyết nha đập cánh, nghênh tiếp về phía nắm đấm của hồ sán, cánh chim vỗ lên, từng đạo từng đạo kiếm khí bay vụt, lực lượng năm tháng lưu chuyển. Mười trận hợp nhất, lại dung hợp với Nguyệt Thiên Thu, lấy lôi đỉnh kiếm pháp nổ ra. Hồ Sán biến sắc, đòn đánh này vẫn không có tập kích đến liền để hắn cảm giác được đáng sợ, then chốt là, hắn hiện tại không cách nào phát huy toàn lực a. Ầm, um, huyết nha tập kích đến, nắm đấm của Hồ Sán lập tức đổ nát, vô số kiếm khí bắn phá. A, Hồ Sán rên lên một tiếng, liên tục rút lui, thân thể trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, trên hữu quyền máu tươi dâng trào, vừa giận vừa sợ. Đáng ghét a, nếu có thể sử dụng huyết toàn lực, hắn nhất định có thể trấn áp đối thủ nhưng hiện tại hắn nhất định phải rút ra đại bộ phận lực lượng dùng để đối kháng gió núi, sức chiến đấu căn bản không thể hoàn toàn phát huy được, dẫn đến không địch lại. Lang Hàn mỉm cười nói, ngoan ngoãn bó tay chịu chói, ta còn có rất nhiều lời muốn hỏi các ngươi. Đừng hòng, Hồ Sán cười gằn, Lang Hàn kinh ngạc, các ngươi muốn hùng hồn chịu chết sao? Ai nói? Hồ Sán lấy ra một tấm thần phù, Lang Hàn nhất thời dùng mình, cái này nếu như là pháp chỉ của thánh nhân, hiện tại hắn còn chưa có tư cách đối kháng đi, hồ sán xé lá bùa, một vệt hào quang cuốn qua, bảy người bọn họ nhất thời biến mất không còn tâm tích. Hóa ra là thuấn di phù, lăng hàn nhìn thấy, bọn họ đi cũng không xa, chỉ là đi tới dưới chân núi mà thôi, bởi vì đây chính là một tiểu không gian, mà cấp bậc của thuấn di phù không có cao hơn quy tắc không gian nơi này, bởi vậy, thuấn di cũng không hề rời đi, chỉ là thoát ly ngọn núi này mà thôi. Có điều, dưới chân núi không có gió đáng sợ kia. Tiểu tử, có dám xuống chiến một trận không? bọn họ hô to gọi nhỏ. bọn họ là có bảy người, tu vi người nào cũng trên hai người lăng hàn, nhưng lại bị hai người giết đến chạy trốn chết, quá mất mặt. nếu ở dưới chân núi chiến một trận, bọn họ hoàn toàn không sợ. có bản lĩnh thì tới. lăng hàn tiếp tục đào bậc thang, mới mặc kệ bọn họ. bảy người tức điên, tên nhà quê này thực sự đáng ghét. chúng ta trước tiên đi ngọn núi khác nhìn. bọn họ không dám lại đi ngọn núi của lăng hàn, có nên phái một người trở lại thông báo không? hồ tĩnh trần chờ nói. Phái ai đi, hồ sán trợn mắt, hiện tại ai cũng không muốn rời đi à. Lại nói, qua lại một chuyến ít nhất phải mất ba bốn năm, còn có thứ tốt lưu lại sao. Sáu người còn lại đều im lặng không lên tiếng, ngược lại bọn họ người nào cũng không chịu rời đi. Bảo tàng của Thiên Hà Vương, có người nói có quan hệ tới tiên vực. Đi, đi đỉnh núi khác nhìn, bảy người trung quy không có một người rời đi, bước về phía một ngọn núi bên cạnh. Lăng hàn không quản, hắn vui vẻ thu thần thiết, một đường từ từ đi lên chỉ cần bảy người này không rời nơi đây, hắn liền không vội. Sau một ngày, hai người mới rốt cục đi tới trên đỉnh ngọn núi. Đến nơi này, cái móng vuốt kia tản mát ra khí thức càng thêm đáng sợ, để trái tim của Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng đều đập mạnh, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bể mất. Người có muốn tránh một chút hay không? Lăng Hàn nhìn nữ hoàng hỏi, hiện tại còn chịu đựng được, thời điểm không được sẽ nói. Nữ hoàng ôn nhu nói, Lăng Hàn gật đầu, phóng tầm mắt đánh giá, Cung điện bị cự trảo oanh kích đã từng cực kỳ huy hoàng, vẫn có thể thấy, một viên ngói một viên gạch đều không phải phàm vật, bây giờ còn có từng tia từng tia ánh sáng thần thánh lưu chuyển, thế nhưng bị cái móng vuốt này vỗ một cái, thần tính tinh hoa trong đó bị phá hoại triệt để, ít có mấy khối còn hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là, thanh nguyên ngọc thạch, lăng hàn nhận ra được, không khỏi kinh hãi, đây là thánh liệu, truyền thuyết chỉ cần đạt đến to bằng nắm tay, liền có thể thông linh, thai ngén ra một sinh linh. Mà thánh liệu thông linh, Khái niệm này nghĩa là gì? Ngày sau có thể thành thánh nhân, như cha của Thạch Hoàng vậy. Trước mặt Thanh Nguyên Ngọc Thạch là tài liệu chính xây cung điện, cái này đâu chỉ to bằng bàn tay, quả thực chính là một ngọn núi nhỏ. Lang Hàn cũng có loại mạnh động muốn nhổ nước bọt, tuy Thanh Nguyên Ngọc Thạch chỉ có cấp 17, thuộc về thánh liệu cấp thấp nhất, nhưng lấy ra làm tường, đây là lãng phí thế nào. Chẳng trách ngay cả bộ tộc ở Tiên Vực cũng muốn mơ ước Thiên Hà Vương, không tiếc vô công, chuyện này. Xác thực để cho người đỏ mắt a đáng tiếc chính là đại bộ phận thanh nguyên ngọc thạch đều bị một chảo kia làm hỏng mất đi tất cả thần tính đã biến thành phế liệu để lăng hàn chỉ muốn nện ngực hắn đều là của hắn a cái móng vuốt kia là của ai ngày sau tất nhiên sẽ tìm hắn tính sổ lăng hàn tìm kiếm thu thanh nguyên ngọc thạch còn lại vào hắc tháp một bên kiếm hắn một bên đau lòng nếu người khác thấy nhất định sẽ kỳ quái không ngớt người nha làm sao kiếm thánh liệu còn một bộ muốn cùng người đánh nhau đại bộ phận cung điện đã bị hủy cho dù rất nhiều gian phòng không có bị cự trảo trực tiếp đả kích, nhưng vẫn chịu đến phá hoại nghiêm trọng. Có thể tưởng tượng, lúc đó một trảo này nhấn xuống, nhấc lên sóng trùng kích đáng sợ, ngay cả cung điện do thánh liệu tạo nên cũng không ngăn được, bị chấn thành phế tích. Đây là một vị thánh vương ra tay, mới có thể lấy một đạo dư âm liền phá hoại thánh liệu. Thánh liệu cấp thấp nhất, lang hàn cùng loạn tinh nữ hoàng một bên vòng quanh cung điện, một bên thu lấy thanh nguyên ngọc thạch, quản hắn tốt hay không tốt, trước tiên thu lấy lại nói, sau này lại chậm rãi tựa chọn. Hắn như cá giết sang sông, người đến chỗ nào, mảnh ngói cũng không còn. Nữ hoàng đại nhân hé miệng cười, chỉ cảm thấy thú vị. Bọn họ rất nhanh quét sạch xong khu vực xa nhất phía ngoài, xuất phát về phía trong, chỉ thấy cự chảo này cắm vào trong cung điện, phá vỡ mặt đất, hiện ra một không gian. Kho báu, lăng hàn cùng nữ hoàng liếc nhìn nhau, đều nói, dưới cung điện còn có một không gian, không phải kho báu là cái gì chương 1616, kho báu. Cái này nguyên bản phải tìm được cơ quan mới có thể mở ra, nhưng chủ nhân của cự trảo quá mạnh mẽ, một đòn liền làm hỏng vách tường kho báu. Lực lượng đạt đến thánh vương, vậy có khả năng tất cả phòng ngự đều là thùng rỗng kêu to, không thấy thánh liệu cấp 17 cũng bị dễ dàng đập vỡ sao. Đầu ngón tay của cự trảo đâm thủng mặt đất, nhưng bởi vì móng vuốt quá lớn, cho dù đâm ra một cái lỗ cũng đủ người tiến vào. Chỉ là, hổ chết huy còn, cái móng vuốt này vẫn như cố tỏa ra khí thức mạnh mẽ, càng tiếp cận càng khiến người ta nghẹt thở, ngay cả nữ hoàng đại nhân cũng không cách nào đối kháng, nếu cậy mạnh tới gần, thân thể mềm mại của nàng sẽ nổ tung. Lăng Hàn còn được, thể phách quá mạnh mẽ, vượt xa cảnh giới, loại khí thức áp bức này là quy tắc, nhằm vào cảnh giới mà không phải tuyệt đối hóa, bởi vậy Lăng Hàn thậm chí còn ung dung hơn thánh nhân. Hắn thu nữ hoàng vào trong hắc tháp, lại chậm rãi tiếp cận. Đến một bước này, ngay cả hắn cũng không dám đi quá nhanh có thể rõ ràng nhìn thấy, xung quanh cự trào, quy tắc hóa thành thực chất, hình thành từng thanh đao màu vàng di động. Bị khí thế tiến vào của hắn xúc động, những kim đao kia cũng di động về phía hắn, khe khẽ rung lên, không gian bị xé rách, xuất hiện từng vết nứt. Lăng Hàn không khỏi biến sắc, cái này không phải là lực lượng quy tắc đơn giản, mà là ý chí không tiêu tan của Thánh Vương, bị cắt một phát, bảo đảm lấy thể phách của hắn cũng trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy. Dù sao, thể phách của hắn cũng chỉ tương đương với thần thiết cấp 15, căn bản không thể đối kháng. Kim đao tung bay tới, tốc độ rất chậm, nhưng uy lực sẽ không bởi vì tốc độ chậm mà nhỏ đi, vẫn nắm giữ lực phá hoại hủy diệt tiểu thánh thậm chí trung thánh như cũ. Ở trong nháy mắt kim đao tiếp cận, Lăng Hàn tiến vào hắc tháp, kim đao xẹt qua, như mặt hồ khẽ nhúc nhích, gợn sóng chậm rãi bình phục. Chờ đến gió êm sóng lặng, Lăng Hàn mới ra hắc tháp, tiếp tục tiến lên. Đi một bước hắn liền tiến vào hắc tháp một lần, rõ ràng cách kho báu chỉ chừng trăm bước, bình thường chỉ cần nhảy một cái là được nhưng hiện tại hắn lại đi gần nửa ngày. Rốt cục đến, lang Hàn nhìn cự trảo gần trong gang tấc, vỏ ngoài như kim loại tỏa ra khí tức lạnh lẽo âm trầm, như thần chỉ cổ lão nhất trong vũ trụ, rõ ràng cực kỳ dữ tợn, rồi lại có một loại hơi thở thần thánh, khiến người ta kính nể. Đáng tiếc, vật này thu không đi, bằng không chỉ cần đề luyện ra một giọt tinh huyết, vậy cũng là trí bảo giá trị vô song. Lang Hàn lắc đầu, nếu như mình dùng thần niệm đi vây quanh cự trảo này, vậy tuyệt đối là ngay lập tức bị nát tan, tổn thương thần hồn của hắn, không biến thành một cái xác không cũng thương tổn đến căn bản, ngày sau đừng hòng lại có thêm tiến bộ. Hắn không khỏi suy đoán, cái móng vuốt này vừa vận đặt ở trên kho báu, lẽ nào là sớm biết phía dưới cất dấu thứ tốt. Nếu như năm đó chiếc chiến xa này là ba con phượng vương sống sót dẫn dắt du đáng ở trong vũ trụ, vậy cho dù đều là thánh vương, thì như thế nào truy bắt được? Tất nhiên phải biết lộ tuyến vận hành của ba con phượng vương mới có thể sớm mai phục. Lẽ nào trong thiên hà vương xuất hiện gian tế? điều này cũng phù hợp tình huống bây giờ dưới tập kích một cái cự trảo không hề phòng bị xuất hiện trực tiếp phá hoại chủ cung phá tan kho báu nhưng bên thiên hà vương cũng không thiếu cường giả lập tức tiến hành phản kích chặt đứt cự trảo này Lăng hàn tưởng tượng một màn này không khỏi nhiệt huyết sôi trào thánh vương cấp chiến đấu tất nhiên là trời long đất lở thậm chí có thể phá hủy tinh cầu hắn cẩn thận từng ly từng tí chui xuống kia đủ để ba người thông qua nhưng cự trảo ở ngay bên cạnh hắn căn bản không dám động tác quá lớn nếu không khẳng định là tìm chết Non nữa ngày sau Lăng hàn mới rốt cuộc bò xuống Chỉ cảm thấy quần áo trên lưng ướt đẫm Hắn thở phào nhẹ nhõm, Lúc này mới phóng tầm mắt đánh giá Đây quả thật là một kho báu Bày vô số thần thiết, thần binh Trước cái sơn đạo kia là do thần thiết cấp 16 lát thành Thử nghĩ Ngay cả thần thiết cấp 16 cũng chỉ có thể dùng để lót đường Vậy có thể được giấu ở trong bảo khố Đó là quý giá mực nào Cấp 17 18 cấp 19 cấp Cấp 20 tất cả đều là thánh liệu. Lăng Hàn nhất thời nở nụ cười, miệng muốn nứt đến lỗ tai. Phát, phát, hắn không chút khách khí thu lấy, tuy nơi này có thật nhiều thần binh đỉnh cấp, nhưng không có một cái là thánh khí, bởi vì trong đó không có thánh nhân lạc ấn ý chí võ đạo, không cách nào tự chủ thức tỉnh. Nhưng thần binh chính là thần binh, chỉ cần bị chém chúng, vậy sát khí vào thể, lực phá hoại cũng cực kỳ đáng sợ. Đại ca nhị ca tam ca, một người một thanh, nữ hoàng cùng thiên phượng, một người một cái, Sáu đồ đệ cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, một người một cái, lại thêm có khả năng còn phải cùng tiểu cô của Long Hương Nguyệt trao đổi sừng chân long, cũng phải lưu một cái. Ai, thực sự là không đủ dùng a, à? một bên Lăng Hàn thu lấy, một bên than thở, đồng thời thả nữ hoàng đại nhân ra, để nàng bồi tiếp mình phát sầu. Sầu như vậy, tin tưởng có vô số người sẵn lòng phát a. À. Lẽ nào Thiên Hà Vương này là trộm kho báu của một thế lực lớn nào đó ở tiên vực sao? Nữ hoàng thấy cũng sợ hết hồn thánh liệu nơi này cũng quá nhiều đi. Coi như cướp đoạt toàn bộ thần giới, cũng chưa chắc có thể tập hợp ra. Bởi vậy, chỉ có một khả năng, những thánh liệu này đều đến từ tiên vực. Lăng Hàn gặp bảo liền thu, có chút thánh liệu bị cự trảo kia phá hoại, một ít thần thiết cấp 17-18 xuất hiện vết nứt, để Lăng Hàn đau lòng, có thể tưởng tượng nếu để tiên ma kiếm nuốt chừng, sẽ tốt đến mức nào a? À? Ngoại trừ thánh liệu thần binh ra, nơi này còn có thánh dược, nhưng không phải trồng, mà là đã hái xuống, để Lăng Hàn rất thất vọng, cái này nếu có thể trồng vào trong hắc tháp, vậy hắn thu hoạch sẽ càng to lớn hơn. Ngược lại, mặc kệ hắn nhận thức hay không, toàn bộ bị hắn thu vào hắc tháp. Có điều, chỉ những thứ đồ này có thể hấp dẫn nhiều thánh vương như vậy vây công sao? Nữ hoàng đột nhiên nói, lang hàn ngẩn ra, xác thực, những thứ này không thể bảo là không quý giá, nhưng muốn nói một đoàn thánh vương đồng loạt ra tay, cũng chỉ vì phân đến một khối thánh liệu, thánh dược, cái này tựa hồ có chút chuyện bé xé ra to chương 1617, di thư, còn có một bộ phận bảo vật cuối cùng không có lấy đi, nói không chắc biến số ở nơi đó. Lăng Hàn nhìn về nơi sâu xa của kho báu, theo lý mà nói, bảo vật càng quý giá thì càng đặt ở nơi sâu xa. Loạn tinh nữ hoàng cũng tràn đầy chờ mong, tùy tổ tiên của nàng đến từ tiên vực, nhưng nàng ngoại trừ huyết mạch thơm lây ra, kỳ thực cũng không có được chỗ tốt khác, bởi vậy nàng cũng hết sức tò mò bảo vật của tiên vực là hình dáng gì. Hai người tiếp tục thu lấy bảo vật bốn phía, rất nhanh cái kho báu này liền bị thu hết sạch mà phía trước chỉ còn lại một bàn trà phía trên có một cái hộp ngọc sẽ không lại tới thế giới trong hộp gì chứ lăng hàn cùng nữ hoàng lẫn nhau nhìn thẳng đến lúc này bọn họ đều không có phát hiện đồ vật thánh cấp trở lên quả thật cái kho báu này tương đối quý giá nhưng thế lực trong tiên vực cả tộc di rời gốc gác hẳn có thể đạt đến mức độ như thế trước đó lăng hàn từng thấy ký ức của đinh tử chân đối với gốc gác của đinh gia vẫn hơi hiểu biết mà đinh gia chính là thế lực trảm trần cảnh như vậy lão tổ có thể lấy 10 tính toán, hiển nhiên, cái này không thể nào là gia tộc cao cấp ở tiên vực. Tài lực của Đinh Gia liền không thua kém nơi này, bởi vậy muốn nói một cấm địa sẽ vì vậy vây công thiên hà vương, lang hàn là không thể nào tin được. Có thể, trong hộp ngọc cất dấu trí bảo kinh người. Cẩn thận, nữ hoàng đại nhân nhắc nhở, tay phải nhưng nắm viên gạch thật chặt, tình huống không đúng liền sẽ đánh ra. Lăng hàn gật đầu, hai tay đặt ở trên hộp ngọc, chậm rãi mở ra. Hộp ngọc không một chút trầm trọng nào, dễ dàng liền mở ra một vệt kim quang kích bắn cũng không có lực sát thương gì nhưng tràn ngập khí thức hùng vĩ như một vị thần linh viễn cổ tỉnh lại theo hộp mở ra càng ngày càng nhiều kim quang phủ kín toàn bộ kho báu thậm chí xông ra cung điện tràn ngập ở trên bầu trời nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi kim quang nhạt đi chỉ thấy trong hộp lại chỉ có hai cuộn giấy chuyện này đây cũng là bảo vật cho dù hai tờ giấy này đều là thánh vương pháp chỉ vậy cũng có số lần sử dụng thời gian có hạn càng không đáng cấm địa ra tay a à. Quái lạ, ồ, oh, Lăng Hàn sướng sờ, hắn ở trên một tờ giấy phát hiện vết máu, chỉ một chút xíu liền cho hắn cảm giác chân áp chư thiên, trầm trọng đến không cách nào hình dung, đây tuyệt đối thuộc về một vị cường giả vô thượng Cũng còn tốt chính là, trong giọt máu này cũng không có sát cơ, bằng không một giọt máu của thánh nhân liền có thể xóa bỏ hằng hà cảnh. Lăng Hàn muốn cầm lên, lại phát hiện nó cực kỳ nặng, mặc hắn làm sao dùng sức cũng vô dụng, tờ giấy cũng không nhúc nhích, hơn nữa không có một chút xíu di động không bắt được ngươi sao lăng hàn hừ một tiếng nếu trong máu tươi không có sát cơ hắn trực tiếp lấy thần thức bao vây hộp ngọc sau đó hơi suy nghĩ hộp ngọc liền bị thu vào trong hắc tháp ha tiến vào hắc tháp thánh vương thì đã làm sao như thường chôn giết nói đến lá bài tẩy to lớn nhất của lăng hàn kỳ thực là hắc tháp ngay cả bất diệt thiên kinh cũng là hắc tháp truyền thừa đáng tiếc a à, hắc tháp vẫn không thể tùy ý sử dụng bằng không hắn ở thần giới hẳn là vô địch xem ai khó chịu liền thu vào hắc tháp tùy ý dần vặt thê tử chúng ta tiến vào hắc tháp ừm hai người lăng hàn tiến vào hắc tháp tiếp tục nghiên cứu hộp ngọc kia lúc này lăng hàn liền lẫm lẫm liệt liệt tùy ý liền mở hộp ngọc ra sợ cái gì chứ lại đưa tay tờ giấy liền bị dễ dàng cầm lên nhẹ như một tờ giấy cái này vốn là một tờ giấy a chỉ là dính một giọt máu mới trở nên ghê gớm thánh vương huyết sao lăng hàn ngẩng đầu hỏi nhưng hỏi không phải loạn tinh nữ hoàng Tiểu tháp lặng yên hiện lên, nhẹ nhàng lay động một hồi nói. Không sai, có khả năng là thiên hà vương lưu lại. lang Hàn suy đoán nói, loạn tinh nữ hoàng chỉ mỉm cười, cũng không dục ở trước mặt lang Hàn nàng kiên trì tốt đến kinh người. Cho nàng mà nói, lang Hàn mới là bảo vật quý giá nhất thế gian, nàng nắm giữ người này chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ thế giới. Lăng Hàn chậm rãi mở giấy ra, cái này như pháp chỉ cuốn lên, lấy một giọt máu chân áp, có thể trường tồn thiên cổ, bằng không lực lượng thời gian có thể phá hủy tất cả. Một phong thư, Lăng Hàn nhìn lướt qua, đây cũng không phải là pháp chỉ, xác thực mà nói, cũng không phải thư, mà là một di thư. Hắn cùng nữ hoàng đứng sóng vai đọc, hồi lâu sau, bọn họ thả di thư xuống, đều hiểu rõ chuyện năm đó đến thất thất bát bát, mà di thư này, xác thực cũng là bảo vật quý giá nhất nơi đây. Không phải bản thân di thư, mà là lưu lại một tin tức. Sự tình còn phải nói từ đầu, Thiên Hà Vương cũng không phải là người của cấm địa nhưng hắn thuộc về thượng cổ thiên kiêu, sau khi thức tỉnh huyết mạch, con đường võ đạo của hắn đi rất thuận, hơn nữa, cũng từ trong tổ huấn đời đời truyền lại biết được có tồn tại của tiên vực. Nhưng qua nhiều năm như vậy, kỳ thực rất nhiều cổ tộc cũng không tin có tiên vực tồn tại, cho rằng đây chỉ là tổ tiên nói bậy. Thiên Hà Vương mới đầu cũng không tin, nhưng theo huyết mạch của hắn trở nên càng ngày càng mạnh, hắn dần dần tin tưởng, cũng bước lên con đường tìm kiếm manh mối của tiên vực. Nhưng kết quả, tiên vực là không có chút đầu mối nào lại làm cho hắn tìm được động phủ của một vị tiên vương. Hắn chỉ biết lúc trước phát sinh một hồi náo động lớn, vị tiên vương này một mình giết ra tiên vực, cuối cùng chết đi, mà bên người mang theo bảo vật đều bị Thiên Hà Vương đoạt được. Đại bộ phận chính là thánh liệu lăng hàn nhìn thấy, điều này cũng như tiểu tháp từng nói, trên thần thiết cấp 29 là tiên kim, chưa từng có qua tương xứng. Nếu không thì tiên vương như thế nào sẽ không có thần thiết cấp 21, hay là tiên kim cấp 5? không có trên thánh liệu đỉnh cấp chính là tiên kim một bước lên trời nhưng ngay cả một vị tiên vương cũng không có tiên kim điều này nói rõ cho dù là ở tiên vực tiên kim cũng cực kỳ quý giá lăng hàn không khỏi nắm tiên ma kiếm thật chặt ở trước khi thực lực của hắn không có đại thành ở tiên vực lấy ra tiên ma kiếm không phải là một chuyện tốt vạn nhất bị người nhận ra nói không chắc tiên vương cũng muốn truy sát hắn ở tiên vực cường giả có thể nhìn thấu hắc tháp hẳn không ít cái này không còn là che chở tuyệt đối Chương 1618 Thánh Vương huyết, ạch, lại kéo trở về. Thiên Hà Vương được di bảo của một vị tiên vương, tuy số lượng không nhiều, nhưng đây là thần giới, đủ để lực lượng của Thiên Hà Vương tăng mạnh, nhất phi trùng thiên. Nhưng đây cũng không phải là cơ duyên to lớn nhất, trong di vật của tiên vương còn có một chỗ, chính là tổ địa của vị tiên vương này, ngay cả tiên vực cũng không người nào biết. Coi như biết, còn cần phương pháp đặc thù mới có thể mở ra, mà cái phương pháp này ở trong tay Thiên Hà Vương. Thiên Hà Vương đã sớm cực kỳ khát vọng xông vào tiên vực, đồng thời, hắn còn triệu tập một vài người cùng chung chí hướng, tỷ như thập nhị tướng, bọn họ đều là cổ tộc, bằng không cũng không thể mỗi người đều bước vào cấp bậc đại thánh. Nhưng ở thời điểm Thiên Hà Vương đắc ý nhất, hắn gặp phải rất nhiều cấm địa vây công, mà mầm tai họa lại xuất hiện ở trên người trợ thủ hắn hết sức tin tưởng. Khai Vân Vương, cùng hắn tình như huynh đệ, nhưng lại thông báo, liên hệ tất cả đại cấm địa, mai phục ở trên con đường Tam Phượng kéo chiến xa cần trải qua. Sau trận chiến này, 12 vị đại tướng trực tiếp chết trận 11 tên, tên cuối cùng là ở dưới sự liều chết bảo vệ của Thiên Hà Vương mới có thể chạy trốn, nhưng chạy ra xong cũng hồn về Tây Thiên. Cũng còn tốt, người này trốn vào một tiểu thế giới, tránh thoát cấm địa tìm tòi, cũng thành lập thập nhị cung bí cảnh, truyền xuống di bảo của Thiên Hà Vương. Lại nói tuy Thiên Hà Vương gặp phải rất nhiều cấm địa Thánh Vương vây công, nhưng hắn thật vô cùng tuyệt vời, dưới tình huống như vậy vẫn trọng thương Khai Vân Vương, đồng thời lưu lại phong di thư này, đưa chiến xa đi, một mình ngăn cản những thánh vương kia. Đương nhiên, hắn cuối cùng vẫn lạc, bị chư thánh vương vây công còn có thể không chết, vậy quá không có thiên lý. Có thể ở thần giới tu đến thánh vương, thật giống như ở trong tiểu thế giới tu đến phá hư tầng 9, kia đều là thiên tài đỉnh tiêm. Thiên Hà Vương nói, được di bảo, liền phải vì hắn giết chết khai vân vương, bằng không, máu của hắn sẽ hóa thành nguyền rủa vĩnh viễn dây dưa chúng ta. Vẻ mặt của Lăng Hàn quái lạ, xem xong phong di thư này, giọt máu kia phảng phất như sống lại muốn phân biệt đi vào trong cơ thể lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng cho dù thánh vương chết đi ngàn tỷ năm chấp niệm vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ có thể chém tiểu thánh trung thánh thậm chí đại thánh yếu kém cũng phải gặp đại kiếp đáng tiếc chính là đây chính là trong hắc thác đừng nói chỉ là một giọt máu một tia chấp niệm của thánh vương ngay cả tự thân tới thì đã có sao lăng hàn kiên quyết sẽ không để cho một giọt máu của người khác tiến vào trong cơ thể Thề tử là càng đừng hòng, hắn nhìn giọt máu nói. Xin tiền bối yên tâm, đợi ta bước vào đại thánh hoặc thánh vương cảnh, tất nhiên sẽ tìm khai vân vương kia tính sổ. Mục đích khai vân vương làm phản đương nhiên là di bảo của tiên vương, hắn đã sớm biết nơi tổ địa của tiên vương, nhưng pháp tắc mở ra trước sau chỉ có thiên hà vương biết, hiện tại đã biến thành của lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng. Có điều, khai vân vương vẫn được đến tiên vương bí pháp, không nói có thể trở thành tiên vương, nhưng dựa vào cái này tiến vào tiên vực không khó lắm, nhưng thiên hà vương trọng thương khai vân vương tổn thương bản nguyên của đối phương cũng đứt đoạn mất hy vọng bước vào trảm trần của đối phương vì lẽ đó chỉ cần lăng hàn bước vào đại thánh hoặc thánh vương cảnh liền có tư cách chém giết khai vân vương thiên hà vương hận nhất chính là khai vân vương lúc trước liều mạng cũng đánh khai vân vương trọng thương chính là không muốn để cho đối phương tiến vào tiên vực vậy cho dù cuối cùng không có ai có thể được di bảo của hắn khai vân vương cũng sẽ tuổi thọ khô cạn mà chết không cách nào vĩnh sinh đương nhiên có người có thể báo thù cho hắn đương nhiên là tốt nhất. Bị người tin tưởng nhất phản bội, yêu nhau giết nhau, không chết không thôi a." À. Lăng Hàn cảm khái nói, hắn không cách nào tưởng tượng nếu như bị Phong Phá Vân, Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh ở sau lưng đâm một đao sẽ là cảm thụ gì, hắn cũng tuyệt đối không tin ba vị huynh trưởng sẽ đối với hắn như vậy, lại như hắn vĩnh viễn không phản bội ba vị huynh trưởng của mình. "Ta hận nhất chính là người như thế, coi như không có Thiên Hà Vương thỉnh cầu, ta cũng sẽ làm thịt hắn." Lăng Hàn oán hận nói. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần đám người Vũ Hoàng nói ra, hắn sẽ không chút do dự mà nói ra tổ địa tiên vương cùng phương pháp mở ra, bảo vật quý giá nữa lại bù đắp được tình huynh đệ sao. Ta nghĩ, nếu như Khai Vân Vương mở miệng, Thiên Hà Vương hẳn sẽ không từ chối, bằng không hắn ở sau khi bị phản bội cũng sẽ không phẫn nộ như vậy. Lăng Hàn lắc đầu, loạn tinh nữ hoàng tiếp lời nói, có khi Khai Vân Vương này xưa nay chưa từng thật tình với Thiên Hà Vương, hắn vừa bắt đầu mục đích chính là vì từ trên người Thiên Hà Vương được chỗ tốt, vì lẽ đó suy bụng ta ra bụng người, cho rằng thiên hà vương chắc chắn sẽ không nói bí mật với mình, hơn nữa còn sẽ để phòng mình, liền binh đi nước cờ hiểm, dẫn sói vào nhà. Lăng Hàn lắc đầu, dựa theo cái này xem ra, cự trảo chọc thủng kho báu kia nói không chắc chính là khai vân vương, hắn tự nhiên rảnh rẽ nhất nơi của kho báu. Lão khốn nạn này, còn phá hủy nhiều thần thiết thánh liệu của ta như vậy, ta không để yên cho hắn. Hắn cắn răng nói, cái cự trảo này không biết phá hoại bao nhiêu thánh liệu, để hắn đau lòng chết mất. Loạn tinh nữ hoàng lắc đầu bật cười, nàng không nghĩ tới lăng hàn còn có một mặt đáng yêu như thế. Còn sót lại một tờ giấy, đây thật là thánh nhân pháp chỉ, phong ấn một đòn tuyệt mệnh của thiên hà vương. Có điều, lúc đó thiên hà vương đã cùng đường bí lối, có thể lưu lại một phong di thư cũng đã rất tốt, bởi vậy pháp chỉ này phòng hộ liền không quá ra sức. Theo thời gian chuyển rời, đại bộ phận lực lượng cùng quy tắc trong pháp chỉ đã trôi đi, hiện tại uy lực chỉ là hằng hà cực cảnh hậu kỳ, ngay cả uy lực của thánh cấp cũng không còn, hơn nữa, còn chỉ có thể sử dụng một lần. Giọt máu này đúng là có thể lợi dụng một chút. Lăng Hàn thầm nghĩ, cái này không phải thánh vương huyết phổ thông, mà là thánh vương tinh huyết. Trên người của thiên hà vương cũng không có bao nhiêu giọt, bằng không làm sao có thể để một tờ giấy trường tồn vạn cổ. Thần tính trong tinh huyết đã tiêu hao gần hết, nhưng sát khí của thánh vương vẫn còn, vứt ra vẫn như cũ có uy lực đáng sợ không gì sánh nổi. Lại thêm một đòn sát thủ, đáng tiếc giống pháp chỉ, cũng chỉ có thể sử dụng một lần chương 1619, càn quét lớn thượng. Nói như vậy, nhưng Lăng Hàn vẫn tươi cười rạng rỡ đồ chơi này dùng tốt, ngay cả đại thánh cũng run cầm cập A. Tiểu tháp thì xem thường, chỉ là máu của thánh vương, người đã đắc ý thành như vậy, quả thực ném mặt mũi của ta. Lăng Hàn không phục nói, ta đắc ý hay không, có quan hệ gì tới ngươi. Ngươi tốt xấu gì cũng là chủ nhân của hắc tháp, sở hữu bảo khí mạnh mẽ nhất thế gian, lại vì một giọt thánh vương huyết mà thất thố thân ta làm khí linh cũng chờ chẽn thay ngươi tiểu tháp từ tốn nói chưa từng thấy khí linh nào đại nghịch bất đạo như ngươi lang hàn kích chỉ đã chọc vào trên thân tiểu tháp nhưng tiểu tháp không có thực thể một chỉ này trực tiếp thấu qua hiện tại ngươi nhìn thấy rồi tiểu tháp từ tốn nói lang hàn tức giận đến kêu to hắn cùng đại hắc cầu nhiều lần so chiêu được cho là một tay hảo thủ mắng có thể tan thánh liệu nhưng ở trước mặt tiểu tháp lại bái phục chịu thua còn hàng này này không giận cũng không buồn, chỉ thích châm biếm người làm vui. Có điều, Lăng Hàn cũng không có thật tức giận, rất nhanh bình tĩnh lại nói: "Ta biết trên thánh nhân là Trảm Trần, vậy trên Trảm Trần là cái gì?" Hắn rất tò mò, cường giả tiên vực là làm sao phân đẳng cấp, tiên vương lại đứng ở cấp độ nào? "Ta cũng không rõ ràng." Tiểu Tháp lạnh nhạt nói, ký ức vẫn không có khôi phục, "Cắt, còn nói mình là bảo khí mạnh mẽ nhất thế gian, ngay cả điều này cũng không biết." Lăng Hàn nắm lấy cơ hội phản kích, nhưng tiểu tháp không có tâm tình biến hóa nói. Nếu như ngươi muốn hỏi tiên vương mạnh bao nhiêu, như vậy ta có thể nói cho ngươi, coi như hiện tại ta bạo phát toàn lực cũng không đấu lại tiên vương. Lăng Hàn cả kinh, tiểu tháp chưa từng có kinh sợ qua, vẫn không phát huy chỉ là bởi vì sợ kinh động đại nhân vật ở tiên vực. Dựa theo cái này nói, chính là tiên vương, tiên vương ở tiên vực, đến cùng nằm ở cấp độ nào, nếu như đã đến đỉnh cao còn được, Lăng Hàn muốn kiêng kỵ cũng là những người này, nhưng nếu ở trên tiên vương còn có cường giả lung ta lung tung, vậy sau này hắn tiến vào tiên vực liền từng bước gian nan. Ai, chờ lão yêu bà kia tới, phải hỏi nàng tỉ mỉ. Lăng Hàn nói tới lão yêu bà là chỉ bà lão bên người hổ nữ, bởi vì hổ nữ gọi nàng lão yêu bà, Lăng Hàn cũng kêu theo. Nghĩ đến hổ nữ, Lăng Hàn tự nhiên lại nghĩ đến hách liên tầm thuyết bị, cha mẹ cùng nhi tử bình giấm chua nhỏ mang đi, không khỏi cảm giác nhớ nhung, cái này đã qua hơn 100 năm, mọi người có khỏe không? nhi tử nói không chắc cũng đã làm cha nhưng cũng khó nói có thể nhi tử đều đặt tinh lực ở võ đạo không có thời gian phao muội tử a à. lúc này lăng hàn có chút xoắn suýt vừa hy vọng con thành hôn sớm một chút nắm giữ tính cách của mình ạch hạnh phúc lại không hy vọng nhi tử thành hôn để hắn có thể tự mình tham gia hôn lễ của nhi tử ai nghĩ nhiều như vậy làm gì nên làm sao liền như thế ấy lăng hàn nghĩ một trận liền không nghĩ nữa ngược lại hắn còn ở thần giới tạm thời đi không được tiên vực nghĩ nhiều hơn nữa cũng toi công. Đi thôi, loạn tinh nữ hoàng nhìn Lăng Hàn nói, nên đi ngọn núi khác dạo, cũng nghĩ biện pháp đào hố cho cổ đạo nhất. Lăng Hàn gật gù nói, đáng tiếc, thiên hà vương chưa kịp truyền xuống công pháp của tiên vương, bằng không chúng ta mới thực sự là phát tài. Hắn không biết tiên vương ở tiên vực xem như là vương giả cấp bậc gì, nhưng khẳng định cao hơn chảm trần, hơn nữa ở tiên vực xưng vương, kia có khả năng là cường giả bình thường sao. Bởi vậy, công pháp của tiên vương tất nhiên cực kỳ quý giá. Loạn tinh nữ hoàng đi mấy bước, đột nhiên trầm ngâm nói. Trước ngươi niệm mấy tiên văn kia, xúc động huyết mạch của ta cảm ứng, thật giống như làm cho ta thức tỉnh một chút ký ức. Tổ tiên của cửu xà nhất mạch ta, chính là tiên vương, thiên hà vương được tiên vương truyền thừa, hắn hiểu tiên văn liền không khó lý giải, thậm chí còn không phải là tiên văn phổ thông, mà là cấp bậc tiên vương. Mà cái này xúc động huyết mạch của loạn tinh nữ hoàng cảm ứng, cũng từ mặt bên nói rõ, tổ tiên của nữ hoàng chính là tiên vương. Nàng tu luyện chính là cử tử thiên công Bình thường được mệnh danh là thiên công Đều là tiên vương pháp Tiểu tháp đột nhiên nói Lăng hàn kinh ngạc Không nghĩ tới tên này lại đột nhiên xuyên miệng vào Người không biết đẳng cấp cường giả tiên vực Nhưng lại nhận được cử tử thiên công Một người lớn sống sờ sờ ở trước mặt ta Ta sẽ không thấy được Cho rằng ta giống như người ngốc như heo sao Tiểu tháp lạnh lùng nói Không cho phép làm nhục phu quân ta Nữ hoàng đại nhân giận Trách mắng tiểu tháp Tiểu tháp không hề để ý nó chỉ là khí linh, nào sẽ để ý người đẹp xấu, mị lực của nữ hoàng đối với nó hoàn toàn không có hiệu quả. Lăng Hàn biết tiểu tháp là ác nghiệp, cũng không có quan tâm, bằng không sớm bị tên này tức chết rồi, nói. Chiếu nói như vậy, ta tu luyện chính là bất diệt thiên kinh, vậy cũng là công pháp của tiên vương. Đùa sao, ai nói với người thiên kinh cùng thiên công giống nhau. Tiểu tháp càng thêm xem thường, bất diệt thiên kinh là thiên tôn lấy bí pháp của vài vị tiên vương, dung hợp cảm mộ của mình mà thành công pháp vô thượng, người liền vụng trộm vui mừng đi. Dung hợp bí pháp của tiên vương, tiến lên một bước. Lăng Hàn vui vẻ nói, vậy chẳng phải sau này ta còn trâu bò hơn tiên vương sao? Pháp cũng chỉ là pháp, có thể tu đến cảnh giới trí cao hay không cũng tùy theo từng người. Tiểu tháp nói, câu nói này rất hợp lý, nhưng một câu kế tiếp nó liền lộ ra nguyên hình. Dưới cái nhìn của ta, một con heo như người rất khó đạt đến tiên vương. Ta phi, Lăng Hàn giơ ngón giữa, chỉ nhắm câu nói này của ngươi, ta không chỉ muốn trở thành tiên vương, còn muốn vượt qua tiên vương. Ta chờ, tiểu tháp từ tốn nói, sau đó chậm rãi biến mất. Nữ hoàng đại nhân lộ ra vẻ cổ quái, ta thế nào cảm giác, nó là dùng phép khích tướng nhỉ? Coi như là phép khích tướng, ta cũng phải vượt qua tiên vương, ra hỏa kia quá đáng ghét, sớm muộn có một ngày, ta sẽ ném nó vào hố xí. Lăng Hàn khó chịu nói, đương nhiên đây nhất định là nói một chút mà thôi, thật ném hắc tháp vào hố xí, sau này hắn còn mặt mũi chui vào nó sao? nữ hoàng chỉ ôn nhu cười kéo tay lăng hàn hai người cùng đi ra hắc tháp